cường á, là cái cơ của chúng ta nó sẽ bị, nó sẽ chắc. Nhưng mà như chúng ta vừa mới nói là tỳ á, thì nó sẽ bị hư nhược, và cơ thì nó sẽ mềm nhão. Và vì vậy khi mà nó nhão thì cái lưỡi nó sẽ bị bè ra. Cho nên như vậy là cái đối với cả tỳ khí hư thì như vậy chúng ta có thể tóm tắt lại, nó gồm có hai nhóm hội chứng. Một là hội chứng triệu chứng của tỳ, và thứ hai là cộng với triệu chứng của khí suy thì sẽ ra được chứng hậu của tỳ khí suy. Và thường thì với cả những bạn nào có học cái lớp lý luận cơ bản thì thường cái đó là chúng tôi thường hướng dẫn. Như vậy chúng ta sẽ chỉ cần phải học thứ nhất là hội chứng của các tạng phủ, thứ hai nữa là học thêm hội chứng của khí suy, huyết suy, âm hư, dương hư, và xong sau đó chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta sẽ ra được chứng hậu của các cái tạng phủ. Thay vì chúng ta phải học từng triệu chứng đơn lẻ một thì chúng ta học theo từng cái nhóm như vậy. Đối với cả tỳ dương hư, tỳ dương hư thì như vậy sẽ gồm có triệu chứng của tỳ và triệu chứng của dương hư. Và dương hư thì nó lại gồm có hai nhóm triệu chứng. Triệu chứng thứ nhất đó là triệu chứng của khí suy. Triệu chứng thứ hai là triệu chứng của hàn. Khí suy và hàn kết hợp với nhau thì sẽ ra cái nhóm triệu chứng của dương hư. Và đây cũng là cái điểm để phân biệt giữa khí suy và dương hư. Bởi vì thực ra khí và dương nó có quan hệ tương đối mật thiết với nhau. Chúng ta có thể là nôm na cái câu chuyện, tôi hay thường có một cái mô tả với mọi người như thế này. Tôi có một cái tổng công ty rất là lớn tên là Dương, đúng không ạ? Và trong đó thì vì là tổng công ty nó có 5 hay 6 công ty con gì đó, trong đó có một cái công ty con là khí. Vậy thì tôi sẽ có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là công ty con, tức là công ty khí suy mà có vấn đề, thì công ty mẹ là dương nó có vấn đề hay không? Thì câu trả lời là không chắc. Tại vì nó có rất là nhiều công ty con, cho nên là một khi công ty con này nó bị có vấn đề thì công ty mẹ chưa chắc là đã có vấn đề. Nhưng ngược lại là nếu như công ty mẹ, tức là cái công ty là dương hư mà có vấn đề thì công ty con chắc chắn là có vấn đề. Cho nên như vậy có nghĩa là khi khí suy thì dương chưa chắc đã hư. Nhưng ngược lại nếu dương hư thì sao? Thì khí chắc chắn nó suy. Đấy thì cái câu chuyện nó nằm ở đó. Và vì vậy cho nên chúng ta cũng giải thích cái câu chuyện đó là tại sao mà âm hư sinh nội nhiệt mà dương hư thì lại sinh ngoại hàn cộng với tự hãn. Âm hư thì sinh nội nhiệt đạo hãn, dương hư thì sinh ngoại hàn sinh ra tự hãn. Thì chúng ta giải thích cái câu chuyện là âm hư sinh nội nhiệt tức là gì? Là người nóng, đúng không? Người nóng thì phải đổ mồ hôi, đấy là cái cơ chế bình thường. Nhưng mà dương hư thì lại là hàn chứng, mà hàn chứng thì lại đổ mồ hôi, thì nó lại hơi ngược. Nhưng cái câu chuyện nếu mà chúng ta giải thích cái câu chuyện là tại vì dương hư thì khí suy, mà khí suy thì thường là gì? Là sẽ tự hãn. Vậy dương hư chắc chắn khí suy thì như vậy dương hư cũng sẽ tự hãn. Và tự hãn ở đây cơ chế thông qua cái cơ chế của khí suy. Thì như vậy chúng ta sẽ giải thích được câu chuyện là tại sao dương hư sinh ra ngoại hàn nhưng mà lại gây ra đổ mồ hôi. Nó là như vậy. Cho nên chính vì vậy dương hư thì nó sẽ gồm có hai vế, hư tức là khí suy cộng với hàn. Cho nên điểm phân biệt giữa khí suy và dương suy chính là khí suy thì không có triệu chứng lạnh, nhưng mà dương hư thì sẽ có triệu chứng lạnh. Ví dụ sợ lạnh, gặp lạnh thì bệnh lý đó nó tăng lên. Thì cái lý do đó sẽ là cái câu chuyện chúng ta chẩn đoán là tỳ dương hư. Bây giờ đối với cả thấp, thấp là một cái phạm trù mà gọi là khá khó chịu của y học cổ truyền. Thì cái câu chuyện đầu tiên, thấp nó là gì? Thì chúng ta có thể hiểu nôm na thấp nó là rác. Và cái rác này là gì? Do cơ thể sinh ra những cái chất mà gây bệnh, hoặc là những cái chất mà nó không nằm đúng chỗ. Ví dụ như là mủ này, như là đàm này, thì có phải là nằm trong phạm vi của chứng thấp không? Vẫn nằm trong phạm vi chứng thấp. Nhưng một khi nói đến mủ, nói đến đàm, thì đó là sản phẩm bệnh lý. Nhưng thứ hai nữa là chúng ta sẽ có những cái sản phẩm được gọi là sản phẩm bình thường nhưng nằm sai chỗ. Ví dụ như chúng ta có một cái chứng rất là nổi tiếng mà chúng ta cũng gọi là thấp á, đó là chứng hoàn đản chẳng hạn, tức là chứng vàng da. Vàng da nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là do sắc tố mật, đúng không?
Thì như vậy sắc tố mật có phải là sản phẩm bình thường không? Bình thường. Bình thường mật là nó sẽ cung cấp để làm gì? Để hỗ trợ tiêu hóa mỡ và nó nằm trong hệ thống tiêu hóa. Thì đó là bình thường. Nhưng nếu như mà nó không nằm ở trong hệ tiêu hóa mà nó tràn ra vùng da, thì chúng ta sẽ có cái gọi là chứng hoàng đảo, gọi là thấp. Thứ hai nữa là một số các cái bệnh lý như là mỡ máu cao này, đúng không? Đái tháo đường này, cũng vẫn được gọi là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì bình thường đường phải được đưa vào trong tế bào để nuôi dưỡng tế bào, nhưng bây giờ nó lại nằm ở trong máu. Thì chúng ta cũng có một phần được gọi là thấp. Thứ hai là mỡ máu cao thì mọi người cũng thấy gọi là trứng đàm thấp. Thì tại sao lại như vậy? Bình thường mỡ có phải là sản phẩm bình thường không? Là sản phẩm bình thường. Chúng ta ăn mỡ vào, cơ thể sẽ tiêu hóa thành ra năng lượng. Còn một phần của nó thì sẽ giúp cho cơ thể là tạo ra các cái vật chất trong cơ thể. Ví dụ như là mỡ trong cơ thể này, vỏ tế bào này, đều là từ mỡ hết. Thì cái chuyện đó là bình thường. Nhưng nếu như nó lại không nằm ở đó và nó nằm tập trung vào trong máu, thì lúc đó nó gây ra mỡ trong máu tăng hơn so với bình thường, chúng ta cũng gọi là chứng thấp. Rồi ví dụ như là một số các cái chứng, ví dụ như là huyết trắng cũng vậy, cũng được gọi là thấp. Mà trong khi đó huyết trắng thì nó là cái gì? Nó là một cái sản phẩm của hệ sinh dục của phụ nữ. Và nó sẽ được sản sinh nhiều nhất vào trong cái giai đoạn mà trứng nó rụng á. Thì nó sẽ dùng để làm gì? Thứ nhất để hỗ trợ trơn cái hệ thống mà sinh dục. Thứ hai nữa là cung cấp dinh dưỡng, nuôi trứng, cùng thụ tinh, vân vân. Thì nó là bình thường. Nhưng nếu mà cả tháng nó đều ra ra lượng rất là nhiều thì người ta cũng gọi nó là thấp. Cho nên như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng là thấp như vậy là do cái quá trình mà gì? Vận hóa thức ăn của tạng tỳ có vấn đề. Tức là tôi nói nó đến địa chỉ này nó không thèm đi, nó lại, thứ nhất nó không đi, nó ở lại chỗ cũ. Hai là thay vì nó đi chỗ này thì nó lại đi chỗ khác. Ví dụ như là vấn đề của sỏi thận cũng vậy đó. Sỏi thận phần lớn nguyên nhân đầu tiên chúng ta thấy là tỷ lệ cao nhất đó là canxi, đúng không ạ? Và canxi thì đáng ra phải đưa vào đâu? Phải đưa vào xương, đúng không? Nhưng nó không đưa vào trong xương mà nó xuống dưới thận. Thì có phải là địa chỉ đi sai rồi không? Và như vậy nếu mà nó nằm trong xương thì đó là bình thường. Nhưng nếu mà nó nằm ở dưới chỗ của cái hai cái quả thận của mình á, thì lúc đó là nó chạy sai chỗ. Và lúc đó người ta cũng gọi nó là thấp. Cho nên như vậy chúng ta có thể mô tả cái câu chuyện ở đây ấy. Thấp là gì? Thấp đó là những cái sản phẩm đầu tiên là do cái tạng tỳ sinh ra bất thường, hoặc thứ hai nữa là nó vận chuyển bất thường. Thì chúng ta sẽ gọi đó là các cái vấn đề về thấp. Và như vậy đối với cả chứng hậu mà thực chứng của tạng tỳ chúng ta thường gặp đó là thấp nhiệt uẩn tỳ và hàn thấp khốn tỳ. Thì ở đây sinh ra thấp và nó đi theo hai khuynh hướng. Thường gặp nhất đó chính là hàn thấp sẽ gặp nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì tạng tỳ là nó có khuynh hướng là gì? Có khuynh hướng là ở bên cái nhóm của dương hư á. Khí suy dương hư á, tức là những cái tạng mà nó thiên về hướng khí suy dương hư thì bệnh lý của nó sẽ thiên hàn nhiều hơn. Tuy nhiên thì khi mà cái gì mà nó ứ đọng lâu á, thì nó sẽ sinh ra nhiệt. Cho nên thường á, là khi mà cái gì đó nó uất lâu thì nó sẽ sinh ra nhiệt. Cho nên chúng ta sẽ có một cái nhóm bệnh lý nữa, đó là thấp nhiệt uẩn tỳ. Và như vậy hai cái bệnh lý này đều là thấp nhưng thiên về hai hướng chẩn đoán, một là hàn và hai nữa là nhiệt. Xin lỗi, tôi bấm lộn được rồi. Thế thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng với cả những cái chức năng mà của tỳ như vậy thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là chúng ta có một loạt chứng hậu, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có những cái bệnh lý kèm theo do cái chức năng bị trục trặc. Ví dụ như thứ nhất là tỳ chủ về vận hóa, thì như vậy nó sẽ có các cái câu chuyện, ví dụ như là tỳ thất kiện vận trong cái tỳ khí suy, hàn thấp khốn tỳ, thấp nhiệt uẩn tỳ, thì nó sẽ gây ra những cái bệnh lý theo kiểu, thứ nhất là triệu chứng là đầy bụng này, đại tiện lỏng nát, phân lẫn thức ăn, gầy sút, mệt mỏi. Thứ hai nữa là kết hợp có các cái sản phẩm bệnh lý như là thấp ẩm đàm để gây ra các cái chứng như là chứng thủy thủng và chứng đàm ẩm. Thứ hai nữa là tỳ sinh ra huyết,
Cho nên là nếu như mà tỳ không sinh được huyết thì chúng ta sẽ có các cái triệu chứng của huyết suy như là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, sắc mặt trắng bệch, hoặc là ám vàng, môi, móng tay, chất lưỡi nhợt. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ có, với cả cái vấn đề câu chuyện của tỳ á, thực ra mà nói chúng ta có rất nhiều bài thuốc, nhưng thực ra hai bài thuốc cơ bản kinh điển đó chính là tứ quân và tứ vật. Thì chúng ta có cái bài tứ vật chuyên dùng để trị cái câu chuyện là tỳ sinh huyết có vấn đề làm cho huyết suy. Thứ ba nữa là tỳ chủ thống nhiếp, cho nên là nó gây ra tỳ bất thống nhiếp huyết và nó sẽ gây ra những cái chứng xuất huyết bất thường. Ví dụ như là băng lậu, niệu huyết, tiện huyết. Và với cả những cái người mà tỳ khí suy này, thì khi mà chúng ta làm, ví dụ như thường chúng ta châm cứu chúng ta không thấy, nhưng tôi hay làm chích lễ, hoặc là các anh chị nào mà làm chích lễ sẽ thấy có những cái người có cái đặc thù là gì ạ? Rất dễ bầm, đúng không ạ? Và khi đó chúng ta sẽ hỏi người ta xem bình thường có hay bầm không, người ta va chạm vô cái gì thôi người ta cũng bầm. Thì nó cũng là nằm ở trong cái câu chuyện là tỳ bất thống nhất huyết. Tỳ chủ thăng thanh, cho nên là nó gây ra cái câu chuyện là khí hư hạ hãm, như là xa nội tạng, xa dạ dày, xa tử cung. Tỳ chủ cơ nhục và tứ chi, cho nên là nó gây ra teo, nhão cơ và trương lực cơ giảm. Ở đây liên quan đến cơ thì nó điểm, thì cơ là do nếu mà liệt cơ mà thể hiện là gồng cứng á, thì lập tức chúng ta nói đến tội của tạng nào? Tạng can, đúng không? Chúng ta phải sơ can lý khí á, kiểu như vậy. Nhưng nếu như mà cơ nó mềm teo nhão thì cái tội thì lại thuộc về gì? Thuộc về tỳ. Cho nên cùng là bệnh lý trên cơ bắp, nhưng không thể nào mà chúng ta nói là cứ bệnh lý trên cơ đó là câu chuyện của tỳ, cái đó không phải. Tùy biểu hiện của nó. Là khai khiếu ra miệng thì nó có thể gây ra các câu chuyện kiểu như là liệt mặt hay là miệng méo, thì cái này cũng chỉ là một triệu chứng thôi, không phải là cứ tỳ bệnh thì là liệt mặt. Vinh nhuận ra môi, cho nên là môi đen hay là môi thâm. Dịch của nó là nước dãi, cho nên bệnh nhân sẽ chảy nước dãi nhiều. Tỳ chủ tư, cho nên là khi mà cái vấn đề mà bệnh nhân rối loạn lo âu thì bệnh nhân sẽ chán ăn, dễ chướng bụng hay quên hay lo lắng. Thế thì với cả đây là các bệnh lý thường gặp của tạng tỳ, và cái này là theo y học cổ truyền, thì chúng ta sẽ có các cái bệnh thường gặp như là tiết tả này, lị tật này, vị quản thống, phúc thống, thủy thủng cổ trướng, đàm ẩm, háo xuyễn, chứng nguy, hư lao, thủy thủng, hoàng đản và đái hạ. Đây là một số cái chứng bệnh theo bệnh danh của y học cổ truyền. Thì chắc mọi người cũng còn nhớ cái, tôi không nhớ năm nay hay là năm ngoái, chúng ta có một cái hội thảo về biện chứng luận trị, đúng không ạ? Đúng không ạ? Mọi người có còn nhớ không ạ? Thì lúc đó chúng ta sẽ có ba cái định nghĩa. Định nghĩa thứ nhất đó là chứng trạng. Định nghĩa thứ hai đó là chứng hậu. Định nghĩa thứ ba đó là bệnh. Thì ngày hôm nay tôi muốn lặp lại cái câu chuyện đó là tại vì sao? Bởi vì chút xíu nữa chúng ta nói về cái bệnh lý của Tây Y thì nó lại xuất hiện cái vấn đề này. Thế thì thứ nhất là chứng, thì nó có thể là chứng trạng, nhưng nó cũng có thể là tên bệnh. Thì điểm khác biệt giữa chứng trạng và bệnh ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta có bệnh lý, ví dụ như là một bệnh nhân nói, tôi hay hồi xưa khi mà tôi dạy các cái lớp ở viện á, hay sau giờ mọi người hay đứng lên, cô nhà em có mẹ em bị mất ngủ thì em chữa như thế nào? Thì theo ý mọi người, khi mà cái học viên đó nói rằng nhà em có người bị mất ngủ, đó được gọi là một chứng trạng hay là một bệnh? Một bệnh hay một chứng trạng?
nói nhà có người bị mất ngủ thì đấy là một bệnh hay một chứng trạng? Chứng trạng. Tại sao câu chuyện như vậy? Bởi vì sao? Chứng trạng đó là gì? Đó là những biểu hiện riêng lẻ của một cái triệu chứng, đúng không ạ? Mất ngủ, đau bụng, đau đầu, đó là chứng trạng. Còn tại sao nó lại không phải là bệnh? Bởi vì bệnh nó phải bao hàm hai nội dung ở trong đó, hoặc là giai đoạn, hoặc là thể bệnh. Ví dụ, nếu như một học viên đứng lên nói với tôi, cô, nhà em có người mất ngủ, thể tâm tỳ lưỡng hư, thì chữa như thế nào? Đúng không? Thì với tình trạng đó, thì lúc đó mất ngủ gọi là một bệnh. Bởi vì nó bao gồm có cái gì ạ? Bao gồm các cái thể bệnh ở trong đó. Nhưng tôi cũng biết thừa là tất nhiên chẳng có một cái người nào mà lại nói cái câu chuyện đó cả. Tại vì người ta đã có cái đó rồi thì tự người ta cũng biết phải xử lý như thế nào rồi. Nhưng nếu như mà bệnh nhân nói với tôi rằng: bác sĩ ơi, người nhà của tôi mất ngủ, chữa như thế nào? Thì tôi nói thật, mọi người không ai biết chữa đâu. Đúng không ạ? Tại vì mất ngủ nó có rất nhiều thể à. Can thận bất giao này, tâm tỳ lưỡng hư này, can âm hư này, can dương thượng can này, đều gây ra mất ngủ hết. Cho nên là nếu mà hỏi cái câu chuyện là mất ngủ hay không thôi, thì câu chuyện đơn giản mua viên thuốc ngủ về uống thôi, còn xử lý thì sao? Đúng không? Nhưng nếu như bệnh nhân đó mà đến chúng ta khám, chúng ta bắt đầu bắt mạch, xem lưỡi, hỏi triệu chứng, xong sau đó chúng ta chẩn đoán là người này mà mất ngủ của cái gì? Của tâm tỳ lưỡng hư, thì lúc đó sẽ là gì? Quy tế. Đúng không ạ? Đó. Cho nên là nếu như mà khi đưa ra một cái dữ liệu theo kiểu là tôi đau đầu, thì đó là một triệu chứng. Nhưng nếu như bệnh nhân này đến khám, chúng ta sẽ chẩn đoán bệnh nhân này là đầu thống do can âm rồi đây, can dương thượng can, hoặc là can hỏa thượng viêm, hay là can huyết suy gì đó, đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta mới chữa được. Và lúc đó thì chúng ta mới nói rằng cái đó là một bệnh. Cho nên như nãy giờ chúng ta đề cập đến những cái bệnh thường gặp, ví dụ như là tiết tả này, lị thật này, vị quản thống này, phúc thống này, nó chỉ là một cái tên bệnh. Nhưng khi mà nó là một bệnh lý thì nó phải bao hàm gì? Các thể bệnh ở trong đó. Hoặc ví dụ như tôi thường xuyên nói với mọi người, chúng ta có một cái bệnh lý của Tây y là sốt xuất huyết. Tôi đã nói gì nha, nói lại rất là nhiều lần rồi. Sốt xuất huyết chúng ta có chữa được hay không? Y học cổ truyền có chữa được hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì lý do là đưa ra có cái bệnh lý sốt xuất huyết không thể chữa được. Nhưng nếu như bệnh nhân này đến với giai đoạn thứ nhất là giai đoạn bệnh nhân đang sốt cao, đúng không? Tức là lúc này là bệnh nhập vào cái gì ạ? Nhập vào gì? Khí phận, đúng không? Sốt cao, bệnh nhập khí phận, thì lúc đó tôi sẽ dùng các cái phép là gì? Thanh nhiệt tả hỏa, hay là thanh khí phận nhiệt ấy. Thực ra đấy là hai tên khác nhau. Ví dụ tôi dùng bạch hổ thang. Nhưng mà nếu như bệnh nhân này qua giai đoạn sốt cao rồi, đến cái giai đoạn mà bắt đầu môi khô này, mất nước này, đúng không ạ? Thì lúc đó sẽ là gì? Bệnh lúc đó nó vào đâu? Vào dinh, đúng không? Và lúc đó thì chúng ta sẽ là gì? Thanh dinh lương huyết. Khác nhau đó, cũng cùng là sốt xuất huyết đó. Và đến lúc mà bệnh nhân này bắt đầu khỏi rồi, nhưng mà bắt đầu người cứ nóng hầm hập, đổ mồ hôi, tay chân gò má đỏ, lúc đó là gì? Nó nhập vào phần huyết phận, là nó gây ra hư nhiệt rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái pháp gọi là gì? Thanh hư nhiệt. Cho nên như vậy là khi mà chúng ta nói về sốt xuất huyết là một bệnh, thì nó phải bao hàm cái gì ạ? Nó phải bao hàm giai đoạn, đúng không ạ? Hoặc là thể bệnh. Ví dụ như thể bệnh là gì? Thể bệnh của vùng khí phận này, vùng huyết phận này, vùng dinh phận này. Đó, thì như vậy chúng ta mới chữa được. Cho nên là chính ra nói thẳng là y học cổ truyền chúng ta không có chữa vào bệnh, mà chúng ta chữa vào chứng hậu. Ví dụ như là chúng ta sẽ chữa vào cái câu chuyện chứng hậu mà hồi nãy chúng ta vừa mới phân tích ấy. Như là tỳ khí suy này, tỳ dương suy này, thấp nhiệt uẩn tỳ này, hàn thấp khốn tỳ này, thì chúng ta sẽ có những cái bài thuốc tương ứng. Cho nên thực ra đông y chúng ta chữa vào chứng hậu, chứ chúng ta không chữa vào bệnh.
Rồi, thế thì ở đây thì chúng tôi cũng lưu tâm là như vậy, thì chính vì vậy bệnh lý của chúng ta sẽ có bệnh lý tiết tả. Và bệnh lý tiết tả thì chúng ta lại có các thể khác nhau. Khi chúng ta có các thể khác nhau thì đây tiết tả mới được gọi là một bệnh. Còn nếu chúng ta không có chứng hậu khác nhau, tiết tả nó chỉ là gì thôi? Bệnh nhân này bị tiêu chảy thôi, lúc đó tiêu chảy chỉ là gì thôi? Một chứng trạng thôi. Cho nên là nếu với cả tiết tả mà thể tỳ khí hư thì chúng ta có thể sử dụng cái bài thuốc gọi là xâm linh bạch trật toán. Nếu như tiết tả mà tỳ dương hư thì chúng ta sẽ có lý trung thang. Nếu mà chúng ta có cái câu chuyện đó là tỳ hư hàn thấp thì chúng ta sẽ có cái bài thuốc là bình vị hoặc là hoắc hương chính khí. Tùy bệnh nhân. Nếu bệnh nhân này triệu chứng thuần túy chỉ có cái câu chuyện là của tỳ thôi, ví dụ như là tỳ dương nhiều hơn thấp thì chúng ta sẽ có bình vị tán. Còn thấp mà nhiều hơn cái triệu chứng của tỳ dương thì chúng ta sẽ sử dụng hoắc hương chính khí. Và hoắc hương chính khí thì kèm theo một cái thể mà chúng ta cũng hay chữa, đó là những cái trường hợp mà cảm kèm thấp. Thấp nhiệt thì chúng ta sẽ có các can cầm liên thang. Với cả thủy thủng cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái thể khác nhau. Và cái này thì chúng tôi mới chỉ đang phân tích về của tỳ thôi đó. Chúng tôi không phân tích của cái khác, bởi vì nếu chúng ta nói về thủy thủng thì còn của câu chuyện gì nữa? Của thận đó. Đúng không? Thận cũng gây ra thủy thủng. Nhưng mà hôm nay vì chúng ta đang khu trú vào cái phần của tạng tỳ, cho nên tôi chỉ nói về các thể của tạng tỳ gây ra những bệnh này thôi. Đó. Thế thì cái thủy thủng thì chúng ta sẽ có, nếu thể tỳ khí hư thì chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là ngũ linh tán. Và nếu tỳ dương hư thì chúng ta sẽ sử dụng bài thuốc là thực tỳ ẩm. Đối với cả cái vị quản thống, thể tỳ khí hư thì chúng ta sẽ sử dụng tứ quân tử, và tỳ dương hư thì chúng ta sẽ sử dụng đại kiến trung tha. Bởi vì ví dụ như vị quản thống không phải chỉ có tỳ, nó còn can nữa. Thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện của những cái chứng hậu của bệnh lý y học hiện đại, chúng ta sẽ thấy là lúc đó nó không còn khu trú ở vấn đề của tỳ nữa. Đối với hoàng đản thì chúng ta sẽ có cái câu chuyện là thấp, tức là thiên về hàn thấp á, thì chúng ta sẽ có nhân trần tứ nghịch thang, mà thiên về thấp nhiệt thì chúng ta sẽ có nhân trần cao thang. Lị tật thì chúng ta sẽ có cái tỳ dương hư hoặc là thấp nhiệt uẩn tỳ. Thì những cái nội dung này là mọi người đã có ở trong cái tài liệu rồi. Chú ý theo dõi cái này. Về một số bệnh lý, ở đây thì chúng ta nói rằng là tạng tỳ á, về đối với cả cái câu chuyện chúng ta nói về tỳ là tỳ chủ kiện vận, cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng chức năng của nó là tiêu hóa thức ăn, đúng không? Và cho do nên vì vậy cho nên chúng ta sẽ phiên sang với cả y học hiện đại á, thì chúng ta sẽ có những cái bệnh lý mà liên quan đến cái gọi là hệ tiêu hóa. Thì ở đây bệnh lý của chúng ta sẽ có rất là nhiều, ví dụ như là hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày cấp và mãn tính, xuất huyết đường tiêu hóa trên, hội chứng ruột kích thích, bệnh tiêu chảy mãn, bệnh táo bón mãn tính, đau bụng cơ năng, gan nhiễm mỡ, viêm gan cấp và mãn tính, xơ gan, viêm túi mật, sỏi túi mật, viêm tụy cấp. Và ngoài ra thì có một cái series những cái bệnh lý mà liên quan đến ung thư của hệ tiêu hóa có rất là nhiều. Ví dụ như là ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư thực quản, ung thư đại tràng. Thì đấy là những cái bệnh lý mà liên quan đến hệ tiêu hóa, tức là có liên quan đến tạng tỳ. Nhưng mà trong cái phạm trù của cái buổi chiều hôm nay của chúng ta thì tôi không thể nói hết được những cái câu chuyện này. Cho nên chính vì vậy thì tôi sẽ chỉ chọn tương đối điển hình một số bệnh lý mà cũng khá thường gặp. Mặc dù khi mà tôi lấy 14 cái bệnh nhóm bệnh này thì tôi thấy thường ra bệnh nào cũng khá thường gặp hết. Nhưng mà thôi thì chọn lựa một số những cái bệnh lý mà gọi là cũng khá kinh điển một chút xíu. Thì như vậy chúng ta sẽ nói về 4 bệnh lý. Thứ nhất đó là hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Thứ hai nữa là viêm dạ dày mãn tính. Thứ ba là hội chứng ruột kích thích. Và thứ tư là gan nhiễm mỡ. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ nói về bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Thực ra cái bệnh lý này ấy, nó là hậu quả cái bệnh lý kế tiếp mà chúng ta nói, đó là cái bệnh lý viêm dạ dày. Bởi vì sau khi mà có bệnh lý viêm dạ dày ấy, thì nó sẽ dạ dày nó sẽ co bóp mạnh, nó sẽ đẩy axit lên cái vùng thực quản ấy. Cho nên là nó sẽ gây ra cái hội chứng gọi là trào ngược dạ dày thực quản. Thì bình thường ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là cái dạ dày của mình á,
thì như cái hình đầu tiên. Và xong sau đó thì khi mà nó co, nó sẽ có hai cái câu chuyện. Cái câu chuyện thứ nhất đó là cái dạ dày của chúng ta co bóp quá mạnh, đúng không ạ? Tại vì cái ở đây nó sẽ có, với cả dạ dày ấy, là nó sẽ có cái cửa ở phía trên, nó gọi là môn vị. Thì bình thường á, khi mà thức ăn á, là nó chỉ đi xuôi xuống thôi, nó không đi ngược lên được. Cho nên ông bà mình ngày xưa cũng rất là hay, người ta nói là vị á, thì chỉ đi xuống thôi, không có đi lên. Thì cái này là cũng là một điển hình này. Nó có một cái cửa để khi mà tôi ăn á, thức ăn á, là nó chỉ có đi xuống thôi, nó xuống xong cái gọi là cái cửa nó đóng lại, xuống cái cửa nó đóng lại, nó không đi ngược lên được. Cho nên vị á, thì chỉ chủ dáng thôi, không có chủ ngược lại. Nhưng mà khi mà thứ nhất dạ dày bóp quá mạnh, được không ạ? Vì lý do gì đó thì chút xíu chúng ta sẽ nói. Nhưng bây giờ khi mà dạ dày nó bóp quá mạnh, áp lực nó quá lớn, thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực, nó đẩy ngược cái dịch ở dạ dày lên. Và cái thứ hai nữa là phải dịch nhiều thì nó mới có cái để đẩy lên. Như vậy chúng ta sẽ phải có hai lý do. Lý do thứ nhất là cái sự co bóp quá mạnh, và thứ hai nữa là lượng dịch nó quá nhiều. Và ở đây dịch á, là dịch gì? Đó chính là cái dịch dạ dày, hay nó còn gọi là gì ạ? Chủ yếu dịch dạ dày là gì ạ? Acid chlorhydric, đúng không ạ? Và vai trò đầu tiên mà chúng ta phải nói đến đó là cái dịch dạ dày nó dùng để làm cái gì? Nó dùng để tiêu hóa thịt, đúng không ạ? Nó dùng để tiêu hóa protein. Thì nó sẽ làm cái nhiệm vụ gì vào á, dạ dày nó sẽ bóp mạnh này. Thứ hai nữa là cái dịch axit mà nó sẽ cắt nhỏ cái protein đi. Và khi mà cắt nhỏ cái protein đi thì cái miếng thịt nó sẽ nhỏ dần rồi xong sau đó xuống dưới sẽ được hệ tiêu hóa là tiêu hóa dần đi. Thế nhưng mọi người đừng quên một câu chuyện, đó là bản thân dạ dày của mình cũng là protein, đúng không ạ? Thứ hai, vùng thực quản của mình cũng là gì? Cũng là protein. Cho nên là về mặt cấu tạo sinh lý, để tôi nói như thế này để giới thiệu luôn cái sinh lý của cái bệnh lý này và cái bệnh lý dạ dày mãn tính sau đó. Đó là gì? Các chị ở đây có bao giờ mua dạ dày heo về làm chưa? Tại vì mọi người sẽ không có cơ hội kiếm được dạ dày con người, đúng không ạ? Nhưng chúng ta sẽ kiếm được dạ dày con heo. Thì cái dạ dày con heo, một trong những cái đặc thù mà mọi người phải rất là nhớ, muốn làm sạch thì phải làm gì ạ? Làm sạch cái gì? Làm sạch cái gì ở trong dạ dày? Làm sạch nhớt, đúng không ạ? Tức là dạ dày của con heo nó sẽ có một cái lớp rất là nhớt dày, và chúng ta phải làm sạch nó đi thì chúng ta mới làm để ăn được. Thì con người của chúng ta cũng như vậy, trong lòng dạ dày sẽ có một cái lớp nhớt để làm gì ạ? Nó như là một cái lớp màng á, để cái dịch dạ dày á, nó không có tấn công được vào cái protein của dạ dày, cho nên là nó sẽ có một cái lớp màng nhầy. Và cái đó là cái mà chúng ta khi ăn dạ dày con heo chúng ta phải làm sạch nó đi, là vì thế. Thế thì như vậy là chính vì lý do này cho nên là cái axit của dạ dày nó không ăn được vào trong cái dạ dày của mình. Nhưng như vậy là nó sẽ có hai chuyện. Đây là cái quá trình âm dương, cân bằng âm dương. Thứ nhất là khi nào thì cái dạ dày của mình nó sẽ bị ăn vào bởi cái axit dạ dày. Thứ nhất là khi mà lượng dịch quá nhiều. Thứ hai là lớp màng nhầy bị mỏng đi, đúng không ạ? Thế thì thứ nhất, khi nào thì cái axit chlorhydric nó nhiều? Thì bình thường á, nó đâu có tiết ra cả ngày đâu mọi người, các anh chị, nó không có tiết ra. Chỉ khi nào chúng ta ăn vào, cơ thể nó mới tiết ra thôi, để tiêu hóa mà. Chứ còn bình thường tiết ra để làm cái gì? Tuy nhiên thì lại có một cái đặc điểm á, là ngày xưa chúng ta có học một cái gọi là phản xạ có điều kiện của Pavlov, đúng không ạ? Là bật đèn cho con chó ăn thịt,
bật đèn cho con chó ăn thịt. Thế là đèn nó bật một cái là con chó sao ạ? Tự tiết nước miếng luôn. Thì với con người của chúng ta cũng vậy. 7 giờ sáng tôi ăn sáng, 12 giờ trưa tôi ăn trưa, 5 giờ, 6 giờ chiều tôi ăn tối. Ngày nào cũng thế. Thì qua một thời gian, đúng 6 giờ sáng, acid chloric nó tiết ra. Đúng 12 giờ trưa, acid chloric sẽ tiết ra. Đúng 6 giờ chiều, acid chloric sẽ tiết ra. Đấy là cái phản xạ có điều kiện. Thế nhưng mà hôm đó tôi lại không ăn. Đúng không? Tôi không ăn lúc 6 giờ. 7 giờ tôi mới ăn cơ. Thế thì như vậy từ cái khúc mà từ 6 giờ cho đến 7 giờ, acid chloric đã được tiết ra mà lại không có đối tượng để tiêu hóa. Thì lúc đó trở nên sao ạ? Dịch nó nhiều. Chứ còn tự nhiên cơ thể chả có lý do gì tiết ra nhiều cả. Đó. Thế thì như vậy chúng ta sẽ có cái cơ chế đầu tiên của đau dạ dày. Đó chính là gì? Ăn uống không điều độ. Đúng không ạ? Ăn uống không điều độ nó sẽ bao hàm mấy câu chuyện này. Thứ nhất là phải ăn đúng giờ. Đúng không ạ? Thứ hai là không nên ăn quá no hoặc là nhịn đói. Đấy là hai cái mà thường mình nói là ăn uống cho nó điều độ là nó nằm ở trong cái hai cái đó. Chưa nói đến cái câu chuyện là đừng có ăn thiên vào cái thứ gì đó. Ví dụ như là đồ cay nóng nhiều hoặc là uống rượu bia. Là chưa nói đến, chúng ta mới chỉ nói về cái sinh hoạt bình thường thôi. Thế thì như vậy nó sẽ với cả cái cơ chế là ăn uống không điều độ thì cái acid chloric nó sẽ có nhiều vào cái thời điểm đó. Mà lại không có cái gì để nó tiêu hóa cả. Cho nên là nó sẽ ăn dần vào cái gì? Cái lớp dịch nhảy. Trường hợp thứ hai, khi nào thì cái dịch nhảy nó ít thì người ta nghiên cứu thấy rằng những người nào mà người ta phải lo lắng, người ta suy nghĩ nhiều á, thì cái chất nhảy nó sẽ tiết ra ít. Càng căng thẳng thì dịch nó tiết càng ít. Cho nên là khi người ta căng thẳng thì cái lớp màng nhảy nó sẽ bị mỏng đi. Vì vậy cho nên là chúng ta mới hay thấy một cái câu chuyện đó là gì? Cái người nào dễ bị dạ dày hơn? Một, lao động chân tay. Hai, lao động trí óc. Theo mọi người, ai sẽ bị dễ bị dạ dày hơn? Câu trả lời thường xuyên, lao động trí óc. Đúng không ạ? Thế cho nên là với cả hai cái cơ chế đó, thì cái acid chloric nó sẽ thứ nhất là nó nhiều hơn. Và khi mà nó sẽ ăn vào trong cái dạ dày thì đầu tiên là vì nó là cái acid và chạm vào cái niêm mạc dạ dày cho nên nó sẽ gây ra cái hiện tượng đầu tiên đó gọi là viêm. Đúng không ạ? Và viêm lâu ngày thì nó sẽ bắt đầu là nó ăn vào protein mà. Đúng không ạ? Cho nên lúc đó nó sẽ gây ra cái câu chuyện kế tiếp là gì? Loét. Đúng không? Nó bắt đầu nâng. Ăn sâu vào, nó loét. Và nó loét đến cái lúc nào đó tình cờ mà nó lại loét vô trúng cái mạch máu. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cái câu chuyện gì ạ? Xuất huyết tiêu hóa. Đúng không ạ? Đấy, đấy là cái câu chuyện của bệnh lý dạ dày. Và đây là cái cơ chế của viêm dạ dày cấp tính và mãn tính. Rồi, thế khi mà cái dịch dạ dày nó nhiều, như chúng ta lại quay là trở lại cái hội chứng này, thì dạ dày nó bóp mạnh. Nó bóp mạnh quá thì cái dịch này nó sẽ trào ngược lên trên. Nó đẩy mạnh, nó đẩy ngược cái cửa này lên. Và nó lên phía trên của dạ dày. Đó chính là gì ạ? Thực quản. Mà thực quản thì lại không có dịch nhảy bảo vệ. Cho nên như vậy nó lại gây ra cái câu chuyện là gì? Thứ nhất là nó viêm. Thứ hai là gì ạ? Nó sưng lên. Thứ ba, nó teo đi. Đấy là cái câu chuyện mà gây ra hậu quả của cái viêm loét, gọi là cái trào ngược dạ dày thực quản mà nó gây ra hậu quả ở trên thực quản. Nó là câu chuyện đó. Đó. Thế thì nãy giờ là mô tả cho mọi người tưởng tượng. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện đó là bình thường khi nuốt thức ăn thì cái cơ vòng thực quản dưới sẽ mở ra và cho phép đồ uống này thức ăn đi xuống dạ dày. Và sau đó thì đóng lại để ngăn cái dòng trào ngược. Như hồi nãy mình nói rồi đó, cái cửa này chỉ phép đi xuống thôi, không được phép đi lên. Tuy nhiên là những cái trường hợp cơ hoặc là yếu hoặc là đóng mở bất thường,
Bóng mở bất thường ở đây chính là gì? Đó là ở dưới cái áp lực nó lớn quá, nó đẩy ngược lên, thì lúc đó sẽ gây ra hiện tượng trào ngược. Nó sẽ gây ra giãn tạm thời và giảm áp lực cơ ở thắt quản, ở cơ thắt thực quản dưới. Và lúc đó thì nhiều cái nguyên nhân mà gây ra cái câu chuyện đó. Thứ nhất là nhu động của thực quản quá yếu, không để sức trở lại. Tức là cái dạ dày thì quá mạnh mà nhu động của thực quản thì yếu. Hai đằng kéo co thì cuối cùng là gì? Thằng dưới mạnh hơn thằng trên. Thứ hai nữa là do phẫu thuật thực quản. Thì lúc đó các dịch ở trong dạ dày như là acid chloric này, pepsin này, dịch mật này, nó sẽ trào ngược lên thực quản. Có thể là từng cái lúc một hoặc là liên tục, dẫn đến tổn thương niêm mạc thực quản và gây ra những cái triệu chứng và biến chứng nằm ở trên thực quản. Mặc dù nguyên nhân khúc đầu là gì? Ở dạ dày. Ngoài ra thì chúng ta có một số những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là nguyên nhân tại dạ dày thì do tình trạng tăng tiết acid chloric này, ứ đọng thức ăn này, chậm làm rỗng này, tăng áp lực trong dạ dày hoặc ổ bụng này, thoát vị hoành này, nhiễm vi khuẩn HP này, bị cái túi acid của dạ dày này, dùng thuốc này. Chúng ta có một số thuốc mà gây đau dạ dày nhiều lắm, ví dụ như mấy cái thuốc mà giảm đau của bên Tây y, NSAID á. Rồi do ăn uống nhiều rượu, bia, nước có ga, hút thuốc lá, do bị stress, do yếu tố gen của gia đình và mang thai, thì những cái nguyên nhân này cũng là nguyên nhân gây ra trào ngược dạ dày thực quản. Thế thì triệu chứng ở dạ dày thực quản thì cái triệu chứng quan trọng nhất đó chính là ợ nóng. Đúng không? Ợ, mà thậm chí là mình hay thường hay nói là ợ chua đó. Khi mà ợ lên thì cái dịch chua là nó lên á. Và khi mà ợ lên như vậy thì cái cảm giác ở dạ dày nó nóng rát, cho nên là mình gọi là ợ nóng. Rồi, thì đây là cảm giác nóng rát ở vùng ngực, thường về đêm nhiều hơn ban ngày. Ợ nóng xuất phát sau xương ức, tức là từ dạ dày này, nó vòng lên trên thực quản mà, cho nên là cái cảm giác là nó dọc lên ở phía sau của xương ức và tăng lên khi ăn hoặc là nằm, ngay sau khi ăn. Tại vì ăn xong thì no, dạ dày đang quá đầy, dạ dày nó sẽ co bóp, thì đáng ra nó co bóp nó đẩy xuống, thì đẩy xuống một phần đẩy, còn ở trên nó yếu thì đẩy ngược lên trên. Hoặc là cúi gập người, ép bụng, nằm ngửa, hay là thay đổi tư thế, hoặc là giảm đi thì khi uống nước ấm hoặc là sữa. Đó, thì đây là cái thứ nhất là triệu chứng của ợ nóng. Thứ hai là ợ chớ, là cảm giác của dòng chảy của các chất như là thức ăn, dịch bị trào ngược vào thực quản. Cái ợ chớ này thường chúng ta gặp ở trẻ con nhiều hơn, chớ sữa. Thứ ba nữa là cảm giác đau tức ở ngực, cảm giác đau co thắt ở vùng ngực, lồng ngực như là bị đè ép xuống, bó chặt lại, khó thở. Đôi khi có cảm giác đâm xuyên ra phía sau lưng lên cánh tay, nên rất là dễ bị nhầm với triệu chứng của tim mạch. Cụ thể ở đây là các cái triệu chứng của thiếu máu cơ tim hoặc là nhồi máu cơ tim. Khó thở, khó nuốt, tức là nuốt là một cái triệu suy giảm về chuyển thức ăn từ miệng vào dạ dày, nhưng mà không quá phổ biến. Cái này thì chỉ gặp khi mà nó viêm quá lâu thôi. Gặp nó viêm quá lâu rồi thì cái vùng mà thực quản nó teo lại, cho nên là cái động tác nuốt nó trở nên kém đi. Ngoài ra thì nó vì nó trào ngược lên và nó có thể là nó sẽ tràn vào khí quản, cho nên nó sẽ gây ra cái ho mãn tính. Và có thể có những cái người bị hen, bởi vì đây là một cái vật lạ mà vào trong khí quản. Người ta sẽ có thể bị kèm thêm viêm họng và thanh quản. Tức là lúc này thì vị trí ở thực quản nó còn thêm nữa, tức là nó lên ngược lên ở vùng họng và thanh quản nữa. Triệu chứng đau ngực không do tim thì hồi nãy chúng ta có vừa để nói rồi. Và cuối cùng là rối loạn giấc ngủ. Bởi vì chúng ta nãy giờ chúng ta mô tả là cái triệu chứng trào ngược này nó lại hay gặp ở ban đêm nhiều hơn, và vì vậy cho nên sẽ làm cho người ta khó ngủ. Về biến chứng thì chúng ta sẽ có một số các cái như là viêm loét vùng thực quản. Thứ hai nữa là sau đó thì khi mà viêm thì nó có thể làm cho xuất huyết vùng thực quản nữa luôn, chít hẹp thực quản. Thì nó sẽ hình thành sẹo và theo thời gian thì mô sẹo bị co lại và thu hẹp lòng thực quản. Cho nên chính vì cái hậu quả này sẽ làm cho người ta cảm giác là khó nuốt. Bị barê thực quản, đây là một cái biến chứng của trào ngược dạ dày mãn tính. Và có thể nó là một cái tiền ung thư. Thế cho nên là những bệnh nhân này thì có thể loét thực quản, nghẹt và xuất huyết. Và cuối cùng là ung thư thực quản. Thì nó có thể gây ra nếu mà cái trào ngược dạ dày thực quản này mãn tính và chúng ta không điều trị. Thì như vậy là có thể dẫn đến cái ung thư thực quản.
Thế về chẩn đoán thì chúng ta sẽ hỏi và khám thực thể. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có sử dụng một cái bộ câu hỏi. Ngoài ra đó thì chúng ta có thể điều trị thử bằng các cái thuốc ức chế bơm proton. Tức là ở trong y khoa thì có nhiều khi điều trị cũng là một cái phương pháp chẩn đoán. Nếu chúng ta chẩn đoán đúng, chúng ta điều trị thử mà bệnh nhân bớt thì đấy là chẩn đoán đúng. Cho nên là cũng có một số trường hợp. Tuy nhiên nó sẽ chỉ dùng khi mà những cái thuốc đó mang tính chất an toàn thôi. Còn nếu những cái thuốc mà không an toàn thì như vậy chúng ta cho bệnh nhân uống thì như vậy chẳng những là nếu chúng ta chẩn đoán sai, chẳng những là bệnh nhân người ta không bớt cái triệu chứng bệnh vốn có mà người ta còn bị tác dụng phụ của thuốc nữa, thì cái này là cái không được phép. Về chẩn đoán lâm sàng thì có nội soi thực quản dạ dày tá tràng, đo pH thực quản, chụp thực quản dạ dày có cảm quang, người ta làm một số các cái test hoặc là mô bệnh học hoặc là đo áp lực thực quản. Thì thường thực ra mà nói những cái này nó tương đối phức tạp. Cái mà người ta thường hay làm nhất đó chính là nội soi dạ dày thực quản. Bây giờ cái này thì tương đối phổ biến. Đây là một cái bộ câu hỏi, bác sĩ người ta sẽ đặt câu hỏi và nếu có và mức độ như thế nào thì người ta sẽ cộng điểm lại và bao nhiêu điểm đó thì người ta sẽ chẩn đoán đây là trào ngược dạ dày thực quản. Đây là bộ câu hỏi gạt quy nhá. Về điều trị của Tây y á, thì mục đích điều trị đó là làm giảm triệu chứng của người bệnh, làm lành các tổn thương thực quản, chống tái phát viêm thực quản và các biến chứng của bệnh. Và nguyên tắc cơ bản là đó là điều chỉnh lối sống, điều chỉnh bằng thuốc và có thể là phẫu thuật chống trào ngược. Ở đây tôi đang nói về cái điều trị của Tây y. Tôi cũng muốn nói với mọi người là tôi đang cố gắng nói thêm về phần Tây y, không phải để mọi người ứng dụng, nhưng mà mọi người phải biết rằng khi mà bệnh nhân của mình đến thì có thể là người ta đã điều trị ở bên Tây y rồi. Và khi đó thì mình cũng nên hiểu rằng là bên Tây y người ta làm gì, đúng hay là không đúng, và có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề điều trị của mình hay không. Đúng ạ, chứ tôi không khuyến cáo là sử dụng điều trị Tây y. Ví dụ như là bảo là phẫu thuật chống trào ngược thì chúng ta đâu có, tôi cũng đâu có, gọi là đâu có chứng chỉ hành nghề và đâu có được phép làm chuyện đó đâu. Đúng không? Nhưng ví dụ như một bệnh nhân người ta đến chỗ chúng ta, người ta lại bảo tôi đang điều trị ở một cái bác sĩ này này và người ta đề nghị tôi là nên đi phẫu thuật. Thì bác sĩ thấy như sao? Chẳng hạn như vậy, thì giờ mình trả lời như sao? Đúng không? Thì mình phải hiểu những cái câu chuyện này để có một cái tư vấn phù hợp. Ví dụ như tôi rất tự tin trong cái câu chuyện là tôi điều trị cái bệnh này rất là tốt. Tôi chỉ cần điều trị bằng châm cứu thôi, bệnh nhân bớt. Thì vậy tôi sẽ khuyên thôi, nếu vậy thì cứ điều trị ở đây đi. Khoan đi phẫu thuật đã. Nếu tôi điều trị không bớt hẳn đi. Kiểu như vậy. Đúng không ạ? Đó. Cho nên là chính vì vậy tôi đang cố gắng giải thích cho mọi người. Nhưng tôi sẽ không đi quá sâu như dùng thuốc gì, liều bao nhiêu để mọi người sử dụng. Tại vì cái đó cũng không thuộc phạm vi hành nghề của mình. Nhưng tôi đang muốn nói là nếu như bệnh lý này thì Tây y người ta làm cái gì? Đó, thế thì đây là điều trị dùng không dùng thuốc. Thì cái đầu tiên mà người ta nhấn mạnh đó chính là thay đổi về lối sống. Như ngay từ đầu chúng ta nói rồi, đối với cả bệnh lý của tỳ vị mình nói rồi đó, bệnh thì từ miệng vào. Cho nên là bây giờ muốn giải quyết cái câu chuyện đó thì chúng ta phải tư vấn về chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống của bệnh nhân. Cho nên là có một số cái thói quen có thể thúc đẩy trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta phải khuyên người ta, ví dụ như là không uống rượu này, không hút thuốc này, không ăn đồ quá cay nóng này, không ăn quá no này, nên ăn gì? Nên ăn điều tiết đúng giờ ăn này, ví dụ như vậy. Thì đấy là một số những cái mà tư vấn cho bệnh nhân để từ đó người ta sẽ giải quyết được chuyện này. Hoặc hồi nãy như chúng ta nói đó là sau khi ăn đừng có nằm liền. Đúng không? Nằm liền nó nằm ngang như thế này này. Bình thường mình đứng thẳng như thế này thì nó còn có xu hướng là gì? Nó do trọng lực á, thức ăn nó còn xuống. Còn tôi nằm ngang như thế này thì nó lại càng dễ trào ngược lên. Ví dụ như vậy. Thì đấy là những cái lời khuyên của mình cho bệnh nhân. Và cái này người ta nói rằng là có thể là quan trọng nhất. Còn quan trọng hơn là uống thuốc nữa. Cho nên là chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân rất là kỹ. Ăn chậm, nhai kỹ. Đừng vội nằm ngay sau khi ăn. Tránh ăn đồ ăn có tính kích thích, duy trì cân nặng thích hợp. Tại vì những cái người béo phì á, thì cái họng của người ta nó cũng bị mỡ nhiều. Cho nên thường á, là nó sẽ nhỏ hơn. Đúng không ạ? Và vì vậy cho nên là người ta khuyến cáo là những cái người mà béo phì, mọi người có để ý người béo phì họ hay ngáy không? Ngủ hay ngáy hơn những người khác.
là tại vì sao? Cái những cái mà gọi là khí quản của người ta cũng bị hẹp hơn. Vì vậy cho nên là chính vì vậy người ta mới nói là duy trì cân nặng thích hợp là như vậy. Bỏ thuốc lá, thư giãn, giảm stress. Điều trị bằng thuốc thì tôi cũng liệt kê một loạt các cái loại thuốc mà Tây y người ta có thể sử dụng, chứ còn ở trong đó một lô xích sông nhiều lắm. Tại vì sao? Thuốc mà dạ dày á, là cũng là một trong những cái nhóm thuốc mà rất phổ biến và dùng rất là nhiều. Cho nên chính vì vậy các hãng dược người ta cũng nghiên cứu nhiều cái loại thuốc để chữa lắm. Cho nên trong một nhóm này nhiều khi có cả chục loại lắm. Điều trị bằng nội soi can thiệp thì lúc đó người ta sẽ nội soi và xong sau đó thì người ta sẽ khâu may cái khu vực cơ thắt thực quản dưới. Tức là giống như hồi nãy chúng ta nói đó, là cái cơ phòng nó bị nhão ra rồi. Thì bây giờ người ta sẽ khâu để nó chặt lại. Thứ hai là điều trị bằng ngoại khoa để củng cố cơ vòng thực quản dưới. Và cuối cùng người ta gắn những cái thiết bị thắt bằng từ tính, tức là giống như là hai cái nam châm vậy đó, ở hai hướng này này. Thế xong ăn xong cái thì hai cái nó hút nhau thì cái thực quản nó sẽ hẹp lại. Đó, thì đấy là cái mà điều trị của bên Tây y. Bây giờ theo y học cổ truyền thì chúng ta thấy với cả những cái triệu chứng nãy giờ mình nói như là ợ hơi này, ợ chua này, ha, đau vùng ngực vân vân, thì nó sẽ nằm ở trong các cái phạm vi của các chứng như là mai hạch khí này, chứng quan cách này, chứng thung tí này, chứng thổ toan này. Đây là cái mà mình quy nạp sang bên y học cổ truyền. Về nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh thì cái đầu tiên người ta nói rằng tình trí không sảng khoái, thứ hai là ẩm thực không điều độ và thứ ba là bệnh lâu thể hư. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là thầy có một cái điểm rất là tương cận giữa câu chuyện của Tây y và Đông y. Nãy giờ chúng ta thấy về nguyên nhân bên này cũng y chang. Thế vì biện chứng luận trị thì thứ nhất là cái câu chuyện là can vị bất hòa. Thể đầu tiên là can vị bất hòa. Thì như vậy khi mà chúng ta nói về can vị bất hòa thì như vậy có thể nói một cách nôm na chúng ta sẽ có hai nhóm hội chứng. Nhóm hội chứng như nhất là nhóm hội chứng của can và nhóm hội chứng thứ hai đó là nhóm hội chứng của vị. Đúng không? Cho nên thực ra mà nói những cái triệu chứng ở đây người ta chỉ thuần túy tập trung vô bệnh lý này thôi. Còn chúng ta còn có những cái bệnh lý khác nữa. Ví dụ như là nếu can bệnh thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Thứ nhất, can chủ sơ tiết. Đúng không ạ? Cho nên là nếu mà can mà không sơ tiết được thì nó sẽ gây ra gì ạ? Gây ra gồng cơ, gây ra co giật cơ. Cho nên là nhiều khi bệnh nhân không phải chỉ có những triệu chứng này, người ta còn có thể có nguy cơ là dễ bị vọt bẻ này, cơ của người ta dễ bị máy giật này. Đúng không ạ? Phụ nữ thì có thể khi mà can bệnh thì có hay có cái triệu chứng của thống kinh này, chẳng hạn như vậy. Đấy là bệnh lý toàn thân. Còn cái này là chúng ta đang tập trung vào bệnh lý tại vị trí của cái vùng mà thực quản và dạ dày thôi. Ha? Còn đấy là triệu chứng của can mà đây mới nói đến can chủ sơ tiết. Đúng không ạ? Can khai khiếu ở mắt, dịch của can là nước mắt, tình trí của can là giận. Cho nên những cái người mà bệnh lý của tạng can thì sao ạ? Thì sẽ rất là dễ hay giận hay hờn. Ha? Đó. Rồi cái tạng can cũng là một cái tạng mà làm gì? Can tàng huyết. Cho nên là nó sẽ dễ có cái câu chuyện là gì? Huyết ứ, chẳng hạn ví dụ như vậy. Cho nên là cái triệu chứng của tạng can cũng rất là nhiều. Rồi triệu chứng của vị cũng vậy. Thế nhưng mà ở đây các triệu chứng này thì thuần túy chỉ có cái câu chuyện đó là câu chuyện triệu chứng ở trên cái hệ thống tiêu hóa của mình, cụ thể là dạ dày và thực quản thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái rêu lưỡi trắng mỏng và mạch huyền. Pháp trị là sơ can hòa vị giáng nghịch. Đúng không ạ? Mọi người thấy cái câu chuyện đó, cái pháp trị này đúng không? Can thì chủ sơ tiết mà. Can không sơ tiết được phạm vô vị. Đúng không? Thì nó mới là can vị bất hòa. Nếu mà chúng ta nói một cách nôm na nó là như vậy này. Can là nó gây ra co thắt cơ, sơ tiết mà. Cho nên là nó gây ra co thắt cơ. Và nó co thắt cơ ở đâu thì cái đó là tùy bệnh nhân. Đối với cả trường hợp này thì cái cơ mà nó co thắt nhiều lại là gì ạ? Cơ ở dạ dày. Cho nên mình mới nói là gì? Can vị bất hòa. Cho nên như vậy gốc của bệnh ở can hay ở vị? Đúng không ạ? Bây giờ hai thằng nó bất hòa, đúng không ạ? Thì nguyên nhân hoặc là can hoặc là vị. Nhưng mà thông thường khi mà nó bất hòa thì nguyên nhân thường nằm ở đâu ạ? Ở can.
Can bệnh tăng co thắt cơ, trong đó cơ ở dạ dày bị co thắt nhiều, cho nên lúc đó vị trí bệnh ở vị ở dạ dày. Nhưng mà nguyên nhân thì lại nằm ở đâu ạ? Ở can. Tức là như vậy, can sẽ là gì ạ? Can sẽ là bản, mà vị là gì ạ? Là tiêu. Đúng không ạ? Thế cho nên như vậy thì sơ can hòa vị. Và vị thì sao ạ? Khi co bóp nhiều, có phải nãy giờ mình nói là trào ngược lên không? Tức là vị khí nghịch không ạ? Cho nên lúc đó thì chúng ta phải chọn những thuốc có tính chất là gì ạ? Giáng xuống. Và khi mà nói về vị khí nghịch, nếu nói về vị khí nghịch thì mọi người sẽ nghĩ đến thuốc gì ạ? Nhóm thuốc nào? Nhóm thuốc gì ạ? Nói vị khí nghịch chúng ta sẽ nghĩ đến nhóm thuốc gì ạ? Nhóm thuốc lý khí. Đầu tiên mình phải nói về nhóm thuốc lý khí. Và sau khi mà chọn nhóm thuốc lý khí thì không phải vị thuốc nào ở trong cái nhóm lý khí chúng ta cũng xài, mà chúng ta sẽ chọn cái thuốc nào mang tính chất là gì? Giáng xuống. Cho nên là cái thuốc thì nó sẽ có tính chất, đúng không? Đó là gì ạ? Hàn nhiệt, đúng không? Rồi gì nữa? Tứ khí, ngũ vị và gì? Thăng, giáng, phù, trầm. Đúng không? Thăng là lên, giáng là xuống, phù là chạy ra ngoài, trầm là vào trong. Đúng không? Thì khi mà phù là chuyên dùng để mấy cái thuốc giải biểu thì nó mới phù ra ngoài. Đúng không? Mấy cái thuốc mà trầm là vào trong là để làm gì? Để nó chạy được vào trong tạng phủ. Chúng ta có một cái minh chứng đơn giản như thế này. Đó là gừng á. Đúng không? Gừng thì chúng ta sẽ có sinh khương. Sinh khương thì trong thăng giáng phù trầm nó đi như thế nào? Nó đi như nào? Nó thăng và nó phù. Cho nên là sinh khương nó sẽ nằm ở trong nhóm gì ạ? Tân ôn giải biểu. Mình uống vào trong hệ tiêu hóa thật đấy, nhưng có phải là nó chạy ra ngoài không? Và chạy lên trên. Cho nên là cảm thì có phải là ở ngoài và từ gọi là thượng tiêu xuống không? Thì như vậy là sinh khương. Nhưng nếu chúng ta chuyển nó trở thành can khương, nếu chúng ta chuyển nó thành can khương thì nó còn thăng và phù không? Đúng không ạ? Gừng là nó nằm ở trong nhóm gừng khô, can khương là nằm ở trong nhóm nào ạ? Ôn lý. Vậy nó có chạy ra ngoài không? Ôn lý, lý là trong mà. Như vậy là lúc đó nó sẽ chạy đi đâu ạ? Nó sẽ chạy vào bên trong, nó không chạy ra bên ngoài nữa. Đấy, đấy là cái đặc thù về thăng giáng phù trầm. Cho nên như vậy thì chúng ta sẽ phải, khi mà nói đến giáng nghịch thì chúng ta, khi mà chúng ta tuy là hòa vị giáng nghịch á, nó là tiêu, sơ can mới là bản, đúng không? Nãy giờ chúng tôi phân tích thì sơ can là điều trị gốc, mà hòa vị giáng nghịch là điều trị bản, đúng không ạ? Thì trên nguyên tắc ai cũng muốn điều trị gốc hết. Nhưng bây giờ ngày nào bệnh nhân người ta cũng ợ chua ra như vậy, mà tôi cứ hì hục tôi sơ can. Đến ngày nào mà can nó ổn rồi, đúng không ạ? Thì bệnh nhân hết triệu chứng thì nó lâu lắm. Cho nên là người ta mới nói là gì ạ? Cấp thì trị gì? Cấp thì trị tiêu, đúng không ạ? Mà hoãn thì sao? Thì trị bản. Cho nên là nếu bây giờ ngày nào bệnh nhân cũng đang ợ chua, ợ nóng lên như vậy, mà tôi cứ từ từ tôi sơ can thì không được đâu. Cho nên là như vậy, sơ can hòa vị giáng nghịch chúng ta đang trị là gì? Vừa trị tiêu mà vừa trị bản. Cái đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta nghe đến sơ can hòa vị thì về bài thuốc mọi người thấy rằng chúng ta nên sử dụng trong cái nhóm thuốc nào? Tại vì tư duy, tôi sẽ cố gắng đi lâu cái này một chút, còn những cái sau mình sẽ đi nhanh một chút xíu. Thế bây giờ khi mà tôi, khi mà chúng ta nói về biện chứng luận trị, đúng không? Thì chúng ta thứ nhất chúng ta biện chứng, thứ hai là chúng ta luận trị. Biện chứng thì tôi ra được can vị bất hòa này,
Tôi chẩn đoán được ra can vị bất hòa này, tôi đánh giá được tiêu rồi, bản rồi, thì coi như là xong được phần biện chứng. Đến luận luận trị ấy, thì lúc đó biện chứng luận trị thì hậu gọi là kết quả nó ra là gì? Lý, pháp, phương và dược, đúng không ạ? Cho nên là tôi xong cái biện chứng là can vị bất hòa, tôi ra được là lý rồi đó. Biện luận ra được là can vị bất hòa này, lý giải là thằng nào là bản này, thằng nào là tiêu này, lý giải là nên điều trị là cấp này hay mạ hoãn này, à, thì đấy gọi là gì? Đó là cái phần biện luận phía trước là lý. Tôi ra được cái pháp trị là sơ can hòa vị giáng nghịch, thì tôi phải nghĩ ngay đến câu chuyện là tôi chọn bài thuốc gì, đúng không ạ? Lý, pháp, rồi đến phương. Ở đây là chúng ta chọn là cổ phương. Biện chứng luận trị là chúng ta chọn cổ phương. Chúng ta còn có một kênh, gọi là một cái hướng nữa, đó là gì ạ? Đối chứng lập phương. Đối chứng lập phương là tôi không dùng các cái phương có sẵn mà tôi chọn thuốc thôi, đúng không? À, cứ triệu chứng này tôi dùng vị này, triệu chứng này tôi dùng vị này, tôi không có theo một cái bài thuốc nào hết. Thì đấy là một cái trường phái kế tiếp được gọi là đối chứng lập phương. Và bây giờ chúng ta nói về biện chứng luận trị là chúng ta chọn lựa cổ phương, thì chúng ta sẽ chọn cái gọi là cái pháp là gì? Sơ can hòa vị giáng nghịch. Vậy phương nằm ở trong nhóm nào? Giống như thế này, đầu tiên là tôi phải đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Xong sau đó tôi phải đi đến được quận Phú Nhuận. Xong sau đó thì tôi đến phường 10. Thì xong sau đó tôi mới đến 273 Nguyễn Văn Trỗi. Đầu tiên chúng ta chọn một cái phương thì số lượng phương rất là nhiều. Cho nên như vậy đầu tiên tôi chọn cái phương nào nằm trong cái nhóm mà phù hợp với pháp trị của mình. Sau đó thì như vậy từ, tôi ví dụ như là từ vài ngàn bài thuốc đi, thì trong cái nhóm đó nó chỉ còn có 20-30 thôi, thì tôi mới dễ chọn. Còn bây giờ trong cả ngàn bài như vậy tôi chọn bài nào, đúng không ạ? Cho nên chúng ta đang làm cái pháp loại trừ. Thì như vậy đối với cả cái chọn mà bài thuốc á, thì chúng ta chọn trong nhóm nào? Thì ở đây không biết mọi người có để ý một cái câu chuyện không, là thực ra không phải cứ nhóm của vị thuốc thì sẽ tương đương với cả nhóm của bài thuốc. Nhóm bài thuốc sẽ nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó là kết hợp của nhiều cái vị thuốc mà. Ví dụ như là các vị thuốc thì nó có chỉ có gì thôi? Tân ôn giải biểu, tân lương giải biểu thôi. Nhưng trong nhóm bài thuốc giải biểu thì lại còn có gì? Phù chính giải biểu, đúng không? Giải thử nữa cũng nằm ở trong nhóm giải biểu. Cho nên là ở nhóm bài thuốc nó sẽ nhiều hơn. Cho nên cái nhóm bài thuốc này nó không tương ứng với cả nhóm vị thuốc đâu nha. Nó sẽ có một cái nhóm, đó là nhóm thuốc hòa giải. Hòa giải biểu lý, hòa giải can tỳ, hòa giải vị trường. Đó là ba cái nhóm thuốc mà thuộc về nhóm hòa giải. Thì ở đây là hòa giải can vị, đúng không ạ? Nó nằm ở trong nhóm hòa giải. Chúng ta còn có hòa giải biểu lý nữa. Và một trong những cái bài thuốc mà khá nổi tiếng trong hòa giải biểu lý là bài gì ạ? Tiểu Sài Hồ đó, đúng không ạ? Đó. Cho nên là cái bài thuốc này thì nó nằm ở trong cái nhóm là nhóm hòa giải. Và khi mà nói về sơ can thì chúng ta sẽ có một số cái bài thuốc. Thứ nhất là tứ nghịch tán. Ngoài ra thì không buộc mọi người chọn cái bài này đâu. Chúng ta còn có một cái bài nữa nói về sơ can, đó là gì ạ? Xài hồ sơ can tán. Mọi người nhớ không ạ? Xài hồ sơ can tán thì nó cũng chuyên về sơ can. Nhưng mà vì lúc này chọn hai cái bài này, bởi vì sao? Bởi vì tôi còn phải giải quyết cả gốc. Tứ nghịch cũng có cái công dụng là hòa giải can vị. Ngoài ra thì còn có cái vị trí chiến lược của nó, đó là nằm ở đâu? Ở vị, đúng không? Cho nên chính vì vậy thì chúng ta sẽ chọn cái bài gọi là tứ nghịch tán hợp với tiểu bán hạ thang gia giảm. Và trong đó thì có các cái vị thuốc, thứ nhất là xài hồ, bạch thược, sinh khương, huyền hồ, chỉ xác.
bán hạ, mộc hương, trần bì, trích thảo, hải phiêu tiêu. Thì ở đây cái bài này nó đã gia vị rồi, và mọi người sẽ để ý một cái chi tiết, đó là gần như cái bài thuốc nào nó cũng có một cái vị gọi là hải phiêu tiêu hết. Được không ạ? Hải phiêu tiêu hết. Đó. Thế thì thứ nhất là ở đây chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện đó là cái bài này đặc thù của nó nhảy vô một cái xài hồ bạch thượng. Thấy không? Xài hồ là làm gì ạ? Sơ cam. Thực ra mà nói thì cái này tôi cố ý là không có làm kỹ. Ở chỗ là nếu tôi muốn là sơ cam thì phải hài xài hồ này phải làm gì ạ? Phải trích với giấm. Không trích với giấm thì xài hồ sẽ có cái đặc thù là gì ạ? Tân lương giải biểu. Đúng không ạ? Mọi người nhớ nha, xài hồ không phải nằm ở trong nhóm sơ can. Không có cái nhóm thuốc nào gọi là nhóm thuốc sơ can hết. Mà nó nằm ở trong nhóm nào? Nó nằm ở trong nhóm là tân lương giải biểu cơ. Rồi, kế tiếp nữa bạch thược. Đúng không? Bạch thược là thuốc bổ huyết, nằm trong nhóm bổ huyết, nhưng mà nó có công dụng sơ can không ạ? Nó bổ huyết của can đó, sơ can, bổ huyết của can. Và nếu muốn tăng tác dụng của nó lên thì bạch thược cũng phải gì? Trích giấm. Nếu chúng ta muốn tăng tác dụng của thằng bạch thược lên, tăng tác dụng sơ can lên thì lúc đó nó cũng phải trích giấm. Thế cho nên là trong này nó sẽ có một cái vị thuốc cũng khá thú vị, đó là trích thảo. Đúng không? Trích thảo là điều hòa các vị thuốc, và thứ hai nữa là vì nó có mật. À, ở đây sẵn nói đến cái câu chuyện có mật đó, thì tôi mới nói về cái câu chuyện là chữa dạ dày. Chữa dạ dày thì thường là có một cái bài thuốc kinh điển ở trong này, trong các sách người ta không đề cập đến. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì người ta chia nó theo cái biện chứng luận trị. Còn dân gian thì cứ đau dạ dày là mật ong và nghệ. Được không ạ? Lúc đó là không quan trọng là thể. Cho nên chúng ta có thể coi như là dùng cái mật ong nghệ là để chữa ngọn, chứ không phải là để chữa gốc. Thì cái đặc thù của mật ong và nghệ ở đây là gì? Khi mà chúng ta làm lành vết thương thì chúng ta hay sử dụng nghệ, đúng không ạ? Đúng không? Mọi người nhớ không? Chúng ta dùng nghệ là để làm lành vết thương. Hòa khương hoàng nó có tính chất hoạt huyết, nhưng mà cái công dụng xưa nay mọi người nghĩ đến nghệ là chúng ta nói về cái câu chuyện là làm lành vết thương. Cái thứ hai là mật ong. Mật ong thực ra cũng là làm lành vết thương á. Nhưng chẳng qua là nếu mà vết thương bên ngoài mà chúng ta sử dụng mật ong thì sao ạ? Nó kiết. Nó nhớp lắm. Nhưng mà ngược lại trong cơ thể thì lúc đó nó lại rất là ok. Cho nên cái vai trò của cái thằng á, mà mật ong á, là khi chúng ta ăn mật ong thì nó sẽ tráng lên cái vùng mà bị thương, để làm cái vết thương nó mau hồi phục. Thứ hai là cái nghệ, thứ nhất nó sẽ làm cho săn chắc cái vùng vết thương lại, và thứ hai nó cũng hỗ trợ làm lành vết thương. Cho nên như vậy cái vai trò của mật ong nghệ trong điều trị dạ dày, tại vì cái trào ngược dạ dày thực quản này nó cũng liên quan đến dạ dày. Thì như vậy cái vai trò của mật ong nghệ chính là làm lành các vết viêm và loét dạ dày. Không cần biết nguyên nhân là gì. Đúng không ạ? Nó là thuốc để làm lành vết thương mà. Cho nên chính vì vậy tôi không quan tâm đến nguyên nhân là gì, tôi không cần biết nó can vị bất hòa hay nó là cái gì hết. Thì bệnh nhân cứ có viêm loét dạ dày thì tôi uống mật ong nghệ vô để nó làm lành vết thương. Cho nên nó rất dễ sử dụng. Nhưng bù lại á, nó không phải giải quyết cơ chế. Sao không giải giải quyết cơ chế là thế này? Ngày hôm nay tôi dùng mật ong nghệ để nó hỗ trợ lành vết thương, nó đã kịp lành đâu. Nhưng tôi ăn uống không điều độ, tôi hay cáu giận, đúng không? Cái lớp màng nó cứ tiếp tục nó mỏng lên, nó lại viêm. Viêm xong tôi lại uống dạ dày để lành vết thương, lành vết thương xong rồi nó lại viêm. Cho nên như vậy mật ong nghệ như tôi nói là nó có thể dùng cho tất cả các thể đau dạ dày, nhưng chỉ là với cả cái vai trò là chữa ngọn, làm lành vết thương ở dạ dày thôi. Và chút xíu nữa chúng ta sẽ nói cái vai trò của làm lành vết thương dạ dày vô cùng quan trọng. Bởi vì nó sẽ dính đến một cái gọi là yếu điểm quan trọng của dạ dày. Đó chính là con HP. À. Thế thì cái câu
công thức của bài này thì cũng không có vấn đề gì, chỉ xác là nó có cái công dụng là thuốc hành khí, giáng khí này, mộc hương, cũng là thuốc mà hành khí. Trần bì là cái thuốc rất thú vị. Tôi đọc trong một cái sách ấy, người ta nói trần bì ấy, tuy là nó nằm ở trong cái phần lý khí, nhưng mà nó thăng hay nó giáng hay nó bổ hay nó tả, thì cái tác giả đó người ta nói là trần bì nó có cái đặc điểm là trong bài thuốc thăng thì nó thăng, trong bài thuốc giáng thì nó giáng, trong bài thuốc bổ thì nó bổ, mà trong bài thuốc tả thì nó tả. Rất là thú vị ở chỗ đó. Cho nên chính vì vậy nó khác với những cái vị thuốc kiểu như chỉ xác, tức là nó bắt buộc là nó giáng là nó giáng thôi. Tôi uống cái bài thuốc, ví dụ như là tôi uống cái bài bổ chung thì cái vị chỉ xác nó vẫn ra, chẳng qua là trong cái bài bổ chung nó nhiều cái vị thăng hơn, nó thắng hơn cái vị chỉ xác. Ví dụ như tôi cho vô chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì vẫn là công dụng thăng, nhưng bản thân chỉ xác thì giáng. Nhưng nếu như tôi cho vào trong cái bài bổ chung á, cho trần bì vào bài bổ chung thì cái hướng là lý khí của nó sẽ đi lên, được không ạ? Trong tô tử giáng khí thang mà tôi cho trần bì thì nó sẽ giáng xuống. Đấy, đấy là cái đặc thù của trần bì. Cho nên là cái bài trần bì là cái bài mà gọi là cái vị trần bì là cái vị mà mình xài rất nhiều á, đúng không ạ? Nó lý khí nhẹ nhàng vừa phải, nó lại gọi là nó uyển chuyển theo cái bài thuốc mà mình cho. Cho nên là đấy là cái đặc thù của cái vị trần bì. Bây giờ lại nói về một cái vị thuốc, đó là hải phiêu tiêu. Hải phiêu tiêu thì nghe tên hơi lạ, nhưng nó có một cái tên khác gọi là ô tạc cốt. Rồi, đúng không? Nếu mà nghe ô tạc cốt thì quen rồi, đúng không ạ? Đúng không? Nó là cái gì ạ? Nó là mai mực. Và cái ô tạc cốt nó có một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong các cái bệnh lý dạ dày, đó là nó ức chế tiết axit. Cho nên như vậy, đó là lý do tại sao mà mọi người sẽ thấy rằng trong những cái bài thuốc của biện chứng luận trị này, gần như cái phần mà trào ngược dạ dày thực quản, gần như cái bài nào, cái thể nào cũng có cái hải phiêu tiêu, nó là vì vậy. Bởi vì lý do là gì ạ? Là nó hỗ trợ giảm tiết axit, và khi mà axit giảm tiết thì nó đỡ trào ngược lên. Cho nên cái vai trò của hải phiêu tiêu ở đây đó là không phải là do phối với cả một cái bài thuốc để có cái công dụng là giải quyết can vị bất hòa, mà cái vai trò của nó là chữa ngọn. Được không ạ? Rồi, ngoài ra da giảm á, thì nếu ợ chua nhiều thì có thể ra thêm bối mẫu hoặc là ngõa lăng tử cũng nung lên thì nó cũng giảm tiết axit. Ờ, hơi nhiều thì ra thêm trầm hương, bạch đậu khấu. Thì đây là mấy cái vị thuốc mà có tính chất hỗ trợ giáng khí. Tâm phiền dễ giận thì thêm hợp hoan bì và sơn tra sao. À, vùng sau xương ức nóng rát, đau thì thêm hoàng liên và bồ công anh. Thì đây là một số những cái da giảm. Lý pháp phương dược mà. Thì chúng ta nói về cái phương rồi, thì bây giờ khi mà bệnh nhân mà có vấn đề gì thì chúng ta da giảm thêm. Thì như vậy là chúng ta có những cái, đây là cái can vị bất hòa. Bây giờ kế tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái can vị uất nhiệt. Can vị uất nhiệt thì thực ra nó cũng tương tự như là can vị bất hòa vậy đó, nhưng mà bệnh lâu ngày rồi nó hóa nhiệt. Hồi nãy cái can vị mà bất hòa này nó sẽ không thiên về hàn hay không thiên về nhiệt, nhưng cái này thì nó sẽ thiên về nhiệt. Cho nên là nó sẽ có cái đặc điểm là bệnh nhân sẽ bị đau rát hay là nóng rát ở sau xương ức. Vị quản trướng đầy, khó chịu, triệu chứng nặng hơn là sau khi ăn chua nước cục, khó chịu, đắng miệng. Và lúc này nó sẽ là sơ can tải nhiệt và hòa vị. Cho nên thực ra mà nói nó cũng là điều hòa can vị đó. Nó thêm cái tải nhiệt thôi. Cho nên là cái bài thuốc mà chúng ta có thể chọn lựa ở đây là đan chi tiêu giao tán. Thực ra điều hòa mà gọi là thuốc mà sơ can á, chúng ta không nói về vị nha, chúng ta chỉ nói về sơ can thôi, thì nó có một số những cái bài kinh điển như này. Thứ nhất là dưới đây, sơ can tán là một. Thứ hai, tiêu do tán là hai. Đây là hai cái bài thuốc quan trọng trong cái vấn đề là sơ can. Nhưng mà sơ can tán và tiêu giao khác biệt ở điểm nào? Khác biệt ở mục đích. Khi mà chúng ta nghe đến tiêu giao thì sao ạ? Là thấy vui vẻ, đúng không? Tiêu giao mà. Cho nên như vậy là nó đánh vào cái vấn đề gì?
đánh vào vấn đề tâm lý. Cho nên mình sẽ có cái là gì đấy? Can khí trệ và can khí uất kết. Can khí trệ là triệu chứng gì ạ? Là triệu chứng can không sơ tiết được, khí không lưu sướng được, cho nên là nó trệ lại. Và khi mà nó trệ lại thì thường nó gây ra đau, đúng không? Thông bất thông, thông thì bất thống và thống thì bất thông mà. Cho nên là nó sẽ gây đau ở đâu? Đau tức hai bên sườn, đúng không ạ? Đó, thì lúc đó là can khí trệ. Và khi can khí trệ thì tôi chỉ cần cơ bản là sơ can khí thôi. Thì tôi chỉ cần sử dụng cái bài sơ can tán là được rồi. Nhưng khổ một nỗi là can á, thì nó liên quan đến tình trí, nộ thương can, đúng không? Cho nên là tặng can làm cái tặng liên quan tình trí rất là nhiều. Tặng tỳ liên quan tình trí nhiều, tặng can cũng liên quan tình trí nhiều. Một thằng thì lo và một thằng thì giận. Dễ giận lắm, dễ giận hờn lắm. Bệnh nhân mà bị tặng can á. Cho nên đến lúc đó khi mà can khí trệ nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Nó gây ra bệnh nhân là gì? Dễ cáu giận. Được không ạ? Thì lúc đó chúng ta sẽ không gọi nó là can khí trệ nữa. Chúng ta gọi nó là gì? Can khí uất kết. Đúng không? Và khi chúng ta gọi nó là can khí uất kết thì lúc đó chúng ta sẽ không sử dụng sơ can tán nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng tiêu dao tán. Bản thân cái tên tiêu dao tán là mọi người cũng thấy được có cái vấn đề tâm lý ở trong đó. Đúng không ạ? Cho nên chính vì vậy đây là điểm khác biệt giữa cái bài sơ can tán và bài tiêu dao tán là nó nằm ở đấy. Nhưng mà tạng can thì uất lâu thì hóa hỏa. Đúng không? Mọi người nhớ không? Can khí uất trệ thì gây ra gì? Can hỏa thượng viêm. Can âm hư uất trệ thì gây ra can dương thượng can. Đều hóa hỏa là cái khuynh hướng của nó. Cho nên là khi mà nó hóa hỏa thì nó nhiệt hóa. Và vì vậy cho nên nó thường hóa hỏa. Cho nên là người ta mới phải ra thêm là đan bì và chi tử. Cho nên nó trở thành cái bài gọi là đan chi tiêu giảm. Và tôi nói thẳng nha, là kinh nghiệm lâm sàng của tôi á, nếu mà tôi cùng một lúc là sử gọi là ví dụ như phòng khám của tôi để vừa tiêu dao và vừa đan chi tiêu dao á, thì tiêu dao á, để đến lúc mà nó hết đát tôi không bán hết. Nhưng mà tiêu dao á, đan chi tiêu dao thì xài rất nhiều. Bởi vì sao? Bệnh nhân người ta giận là người ta hóa hỏa. Và vì vậy cho nên là cái công dụng mà thanh nhiệt kèm theo á, cho nên chính vì vậy tuy là bài thuốc gốc thường sử dụng nhất đó là bài tiêu dao, nhưng thực ra mà nói trên lâm sàng sử dụng nhiều nhất lại là đan chi tiêu dao. Đó thì cũng giải thích cho mọi người như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta nói về cái chữ mà mình nói về chữ uất này, thấy không ạ? Mọi người cứ nghe cái chữ uất một cái thì cái bài thuốc mà mình thường sử dụng sẽ là bài tiêu dao hoặc là bài đan chi tiêu dao. Nó là như vậy. Và như vậy can vị uất nhiệt thì cái bài thuốc này nó cũng rất là phù hợp. Thì ở đây mấy cái vị thuốc mà đỏ đỏ đó là nó là ở trong cái bài thuốc gốc. Còn mấy cái vị mà như xuyên tâm liên này, hải phiêu tiêu này, huyền hồ này, tôi cũng sơ ý, đáng ra là tôi phải bỏ cái hình này đi thì nó đỡ hơn ha. Thì như vậy á là nó sẽ có thêm xuyên tâm liên, đúng không ạ? Xuyên tâm liên là vị thuốc như thế nào? Thanh nhiệt giải độc. Và nếu mà chúng ta nhớ một cái câu chuyện, đó là xuyên tâm liên ngày xưa chuyên dùng kháng sinh, đúng không? Cho nên là đối với cả cái trường hợp can vị uất nhiệt này, thì tại vì cái bệnh lý này là bắt đầu nó có thể có viêm ở dạ dày, viêm ở thực quản, cho nên là người ta sẽ sử dụng một cái loại kháng sinh của đông y, đó là xuyên tâm liên. Cho nên là người ta mới cho này, thứ nhất là xuyên tâm liên, thứ hai là hải phiêu tiêu, đúng không ạ? Tại vì hồi nãy cái can vị bất hòa hồi nãy là nó chưa có triệu chứng của nhiệt. Nhưng đây là bắt đầu có triệu chứng của nhiệt rồi. Và thường là chúng ta sẽ nói đến nhiệt thì chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến viêm. Cho nên người ta sẽ cho thêm xuyên tâm liên. Cho nên là cái câu trả lời là nếu như trong trường hợp mà thể này tôi cho xuyên tâm liên không vấn đề gì hết, nhưng thể trước mà tôi cho xuyên tâm liên sẽ rất phiền toái. Tại vì sao? Bởi vì xuyên tâm liên tính gì ạ? Tính hàn. Nó không phải là lương nha, nó hàn luôn á. Cho nên chính vì vậy cái giai đoạn Covid-19 á, mọi người mới nhớ là dùng xuyên tâm liên rất nhiều, đúng không ạ? Và lúc đó mạnh ai cũng xài xuyên tâm liên hết, không cần biết hàn nhiệt luôn. Nhưng mà cái Covid-19 nó có hai thể là hàn thấp và thấp nhiệt.
Đối với thất nghiệp xài xuyên tâm liên rất ok, nhưng mà đối cả cái thể mà hàm thấp mà xài xuyên tâm liên thì chúc mừng tiêu chảy rất nhiều. Đó là như vậy. Ha? Đó. Cho nên chính vì vậy sau dịch Covid-19 cái số lượng mà thuốc xuyên tâm liên ở viện chúng tôi còn nhiều lắm. Và sau đó thì mới đem là bây giờ xài xuyên tâm liên cho thể bệnh nào, câu trả lời là không biết xài cho thể nào luôn. Bởi vì trừ những thể mà nhiệt, viêm nhiễm mà nhiệt á, còn những cái bệnh lý mà thể hàn không xài được. Cho nên là khá khó. Hải phiêu tiêu thì hồi nãy mình có nói rồi. Hải phiêu tiêu là cái để nó giảm tiết axit. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta sử dụng huyền hồ khá nhiều. Huyền hồ nó còn có một cái tên khác, nó gọi là diên hồ sách. Đúng không ạ? Và hai vị thuốc có tính chất giảm đau mà mạnh nhất của y học cổ truyền, đó là huyền hồ và xuyên luyện tử. Đúng không ạ? Cho nên hai vị thuốc này là thường rất được hay sử dụng trong những cái bệnh nhân mà bị ung thư, mà bị đau á. Mà mình kết hợp sử dụng các cái thuốc bắc, người ta hay cho cái huyền hồ và xuyên luyện tử vào. Huyền hồ là nằm ở trong nhóm hoạt huyết, còn xuyên luyện tử nằm ở trong nhóm hành khí. Đúng không ạ? Cho nên là khí hành với huyết hành thì sao? Thì không thống. Và đồng thời là nó lại là cái thuốc mà có tính chất giảm đau rất mạnh. Cho nên những cái trường hợp nào mà bệnh nhân bị đau á, thì chúng ta sẽ cố gắng chọn cái huyền hồ và xuyên luyện tử. Rồi. Cái kế tiếp là đàm khí hỗ trợ. Đàm và khí hỗ trợ, trở là trở ngại á. Cho nên là đàm với khí nó hỗ trợ với nhau. Thì ở đây cái mà tôi tô cái màu là nó hơi vàng vàng, bởi vì thực ra nó hơi thiên về nhiệt, nhưng mà không có nhiệt rõ. Gọi là thiên nhiệt thôi, chứ không phải là nhiệt. Thì khi mà chúng ta nghe đàm khí hỗ trợ thì thứ nhất là nó không thông. Cái điểm đầu tiên là phải khẳng định. Và không thông này là của khí trệ. Thứ hai là có đàm. Cho nên là bệnh nhân sẽ có cái câu chuyện là nuốt vướng này ha, vùng ngực, vùng hoành đầy trướng, sau sườn ức đầy trướng, khó chịu. Thậm chí có cảm giác đau, tình trí thoải mái thì nhẹ đi, nấc ói, da đàm dãi, hoặc là ăn xong thì bị nôn, miệng khô họng táo, đại tiện vướng, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch huyền tế. Cho nên cái pháp trị ở đây là lý khí hóa đàm. Và như vậy là chúng ta sẽ sử dụng cái bài gọi là khải cách tán, và ở đây là có một số vị thuốc. Thế thì ở đây chúng ta mới nói phân tích là như vậy, đối với cả cái thể này thì theo ý mọi người, thằng nào là gốc? Bây giờ vị trí bệnh là ở đâu ạ? Ở vị. Đúng chưa? Bệnh, vị trí bệnh ở vị, tỳ vị. Thì thật sự mà nói, đến bây giờ người ta cũng không rõ là thằng nào trước. Bởi vì sao? Bởi vì tỳ thì sinh ra gì ạ? Sinh ra thấp. Đúng không? Thấp thì hóa thành đàm. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khí cơ của tỳ vị thì lưu thông sao? Thông suốt. Thông suốt có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không có giữ lại lâu đâu. Thức ăn vào dạ dày xong rồi nó giữ lại chút, nó co bóp rồi nó phải đẩy đi chứ, nó đâu có nằm một chỗ đâu. Và nếu mà nó không lưu thông tốt, khí nó trệ lại, thì lúc đó là tỳ vị không tốt. Và khi tỳ vị không tốt có thể sinh ra thấp. Và thấp mà ứ lại thì cũng làm khí cơ có vấn đề. Cho nên ở đây thì chúng ta cũng không ngồi phân tích xem là tại thằng nào hay tại thằng nào trước cả. Đúng không ạ? Mà như vậy thì nếu mà chúng ta giải quyết được cái câu chuyện là chúng ta trừ đàm, bởi vì thật sự đàm có phải là gốc không? Đàm có phải là gốc? Đàm là sản phẩm bệnh lý. Đúng không? Đàm là sản phẩm bệnh lý, cho nên là chúng ta tiêu đàm ngày hôm nay ngày mai nó sinh ra à? Tại vì tỳ vị có vấn đề, tỳ vị còn sinh ra thấp thì còn sinh ra đàm. Đúng không ạ? Tỳ vị mà lưu thông tốt, một thằng thăng lên được tốt, một thằng giáng xuống được tốt thì không có khí trệ. Vậy thôi. Cho nên chính vì vậy, mặc dù chúng ta sử dụng cái câu chuyện là lý khí hóa đàm, nhưng mà cái sâu xa của nó thì phải nằm ở chỗ là gì? Kiện tỳ cơ. Đúng không ạ? Tỳ mà kiện vận tốt thì không sinh ra đàm. Tỳ mà kiện vận tốt thì nó không có khí trệ.
Cho nên là ở đây câu chuyện nó nằm ở chỗ là nếu mà chúng ta sử dụng cái lý khí hóa đàm thì thực tế mà nói nó vẫn là gì? Chữa ngọn thôi. Đúng không? Rồi thế thì các cái vị thuốc ở đây chúng ta có sa sâm, đan sâm này, sa nhân sát này, pháp bán hạ này, qua lâu này, út kim này, tô ngạnh này, toàn phúc hoa này, trích thảo vân vân. Thì những cái thằng này nó đều nằm ở trong chỗ là lý khí hóa đàm, hoạt huyết nữa. Chúng ta còn có đan sâm hoạt huyết nữa. Đúng không? Cho nên là sau khi mà triệu chứng cải thiện thì vẫn phải tiếp tục phân tích xem câu chuyện này là nó gốc ở đâu. Để chúng ta cần thì chúng ta kiện tỳ. Tỳ vị hư hàn, mà bây giờ vô gốc của nó là này, tỳ vị hư hàn. Hồi nãy chúng ta nói đến tỳ dương hư ấy. Thì tỳ vị hư hàn là thể tỳ dương hư thôi. Thế thì như vậy nó sẽ bao gồm có triệu chứng của tỳ và triệu chứng của hàn. À, mà cụ thể vị trí của nó là đau âm ỉ ở dạ dày và vị quản, nôn ra nước chua hoặc là chảy nước bọt này, cảm giác nghẹn ở ngực, cơ hoành sau khi đau, ăn thì khó chịu, sau xương ức mệt mỏi suy nhược, thích chườm ấm, xoa bóp thì chán ăn, xoa bóp, thích xoa bóp này, bệnh nhân chán ăn, chân tay lạnh, phân lỏng, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch tế nhược hay là hoãn. Và phép trị là kiện tỳ ôn dương giáng nghịch, và bài thuốc mình thường sử dụng là hương sa lục quân. Thì hương sa lục quân thực ra gốc của nó nằm ở đâu ạ? Là tứ quân chứ không có gì hết á. Bài tứ quân do giảm. Cho nên là đầu tiên là nó bổ khí, nó kiện tỳ trừ thấp để cải thiện các câu chuyện của bệnh lý này. Và nếu như trong trường hợp này là tại vì sao vị trí bị là ở dạ dày và thực quản. Chứ còn nếu như cái này mà lại làm cho bệnh nhân mà hay tiêu chảy nữa thì lúc đó có thể chúng ta sẽ chọn một cái bài thuốc khác. Đó là gì ạ? Chúng ta xài lý chung trước. Đúng không? Cho nó ấm tỳ vị lên trước rồi chúng ta mới chọn lại hương sa lục quân. Cái đó là tùy theo cái đặc thù của bệnh nhân. Thì gia giảm mọi người sẽ theo dõi theo cái mà cái thuốc mà chúng ta nói. À, khí trệ huyết ứ. Khí trệ huyết ứ thì lúc đó là sắc mặt lờ đờ, mệt mỏi ha, khó thở, lười nói, miệng khô, họng khô, khó nuốt và vân vân. Thì đấy là các cái triệu chứng của khí trệ huyết ứ. Và phương pháp của chúng ta là ích khí dưỡng âm, khu ứ tán kết. Và bài thuốc là tứ quân tử thang gia giảm. Thì cái câu chuyện, xin lỗi, đây cái này là khí hư huyết ứ. Thì khí hư huyết ứ thì chúng ta phải bổ khí. Huyết ứ thì sao? Thì chúng ta hoạt huyết. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng bổ khí thì cơ bản quan trọng nhất là bài tứ quân. Ở đây thì bài tứ quân quan trọng lắm, nó quan trọng hơn cả bài tứ vật nữa. Bài tứ quân là cái bài xài rất nhiều. Nhưng mà nếu mọi người về nhà theo dõi thì sẽ thấy cái bài tứ quân này thú vị lắm. Ở chỗ là nó phiên bản nhiều lắm. Phiên bản nhiều ở chỗ tức là không phải, nó gọi là biến phương nhiều. Biến phương nhiều, ví dụ như nó thêm có vị trần bì thôi, nó ra cái bài gì ạ? Dị công tán. Đúng không ạ? Rồi, thêm trần bì bán hạ thì thành bài gì? Lục quân tử thang. Đúng không? Thêm mộc hương sa nhân thì thành hương sa lục quân vân vân. Tôi nói thiệt, tôi ngồi tôi đếm cái biến phương của bài tứ quân không á, là nó có mấy chục bài luôn á. Nó ra có một hai vị là nó đổi tên thành một cái bài khác. Thì đó mới minh chứng một cái câu chuyện, đó là gì? Đồng bệnh dị trị và dị bệnh đồng trị. Đồng bệnh dị trị ở chỗ là gì? Một cái nãy giờ chúng ta thấy một cái bệnh thôi, trào ngược dạ dày thực quản, chữa bia bằng biết bao nhiêu bài. Nhưng mà ngược lại là ví dụ như bệnh nhân này trào ngược dạ dày thực quản cũng tứ quân ha. Bệnh nhân người ta bị rối loạn kinh nguyệt cũng có thể là tứ quân. Đấy là bệnh khác nhau nhưng mà chữa khác giống nhau, nó là như vậy. Bởi vì tôi lại lặp đi lặp lại cái câu chuyện là chữa trên chứng họng. Cứ là tỳ khí hư thì là tứ quân, còn tỳ khí hư gây ra tiêu chảy thì tiết tả, tỳ khí hư thì gây ra đau dạ dày thì là vị quản thống. Tên bệnh thì khác nhau nhưng mà pháp chữa vẫn là giống nhau, vẫn sử dụng bài tứ quân, đó là như vậy. Với cả cái thể thứ 6 đó là phế tỳ thận hư suy. Thì như vậy ở cái câu chuyện chúng ta cũng biết rồi, tỳ bị lâu ngày thì không có cái tạng nào nó được yên hết. Và như vậy thì nó sẽ bệnh rắc rơi. Nó bệnh rắc rơi thì ví dụ như tỳ sinh thấp, sinh ra đàm thì ảnh hưởng lên phế.
Đúng không? Tỳ thận thì nó là một trục, là một thằng tiên thiên, một thằng hậu thiên. Thế cho nên là cuối cùng ba cái trục này đều là trục mà sinh ra khí hết. Đây là ba tạng sinh ra khí hết. Cho nên chính vì vậy mà nó có thể là gây ra bệnh lý. Thứ ba nữa là phế thì chủ gì? Cũng chủ dáng, phế chủ túc dáng. Cho nên là khi mà tỳ có vấn đề ảnh hưởng ngược lại lên trên phế thì lúc đó cái chiều của khí nó đi lên. Thận không nạp khí cũng là nguy cơ đi lên. Cho nên chính vì vậy, một trong những cái mà người ta làm đó là kiện tỳ và giáng khí, nó là vì vậy. Thì cái bài thuốc người ta sử dụng cái bài sinh mạch địa hoàng thang kết hợp với lục quân tử thang gia giảm. Thì sinh mạch địa hoàng thang ở đây chính là bài gọi là bài lục vị địa hoàng, còn kết hợp với cả sinh mạch ẩm, và sau đó thì người ta kết hợp với cả lục quân tử thang để gia giảm ra được cái bài như thế này. Và ở đây thì tùy theo cái khuynh hướng, ví dụ như là phế khí âm lưỡng hư thì người ta sẽ đi theo một cái hướng đó là thêm hoàng kỳ sa nhân, và nếu đàm nhiều thì thêm tiền hồ hạnh nhân. Khí âm lưỡng hư như hồi nãy thì chúng ta, và như vậy nó gây ra cái câu chuyện là chiều nhiệt đó, thì nó ra thêm miết giáp và địa cốt bì, tức là nó thanh hư nhiệt. Thì đấy là cái nhóm của phế tỳ thận khí suy. Bây giờ tôi sẽ nói về các câu chuyện của châm cứu. Thực ra trong tất cả các bệnh lý của tỳ vị tôi rất thích châm cứu. Bởi vì lý do chúng ta cũng biết rồi. Bệnh nhân là có vấn đề về tiêu hóa. Và khi có vấn đề tiêu hóa, ăn còn có vấn đề thì uống thuốc chắc chắn sẽ có vấn đề. Đúng không? Dạ dày người ta có vấn đề thì đến lúc đó uống thuốc cũng sẽ trục trặc. Cho nên là một trong những cái khuynh hướng mà uống thuốc của y học cổ truyền đối với cả tỳ vị ấy, thì chúng ta phải lưu tâm một chuyện. Đó là đối với cả bệnh lý tỳ vị thì thứ nhất, vị thuốc không nên quá nhiều. Quá nhiều tiêu không nổi. Đúng không? Vị thuốc nên ít. Thứ hai là nếu bệnh nhân uống mà cảm giác tiêu không nổi thì lúc đó chúng ta chia nhỏ cái thang thuốc ra mà uống. Ví dụ như thay vì một ngày uống 2 lần mỗi lần một chén thì chúng ta uống ngày 4 lần mỗi lần nửa chén. Bởi vì bệnh nhân mà của cái hệ tiêu hóa, tuy hệ tiêu hóa đã tổn thương rồi thì càng khó hấp thu thuốc. Cho nên chính vì vậy mà uống thuốc chữa tiêu hóa là phải cẩn thận ở cái câu chuyện đó. Và kế tiếp nữa đó là nếu kẹt quá, tại vì cái tỳ là nó dễ thiên về hướng hàn. Cho nên là nếu như bệnh nhân uống thuốc tiêu chảy thì chúng ta có thể nên thêm gừng. Đây là một số cái chi tiết mà chúng ta để ý đối với cả cái uống thuốc của bệnh lý tỳ vị. Cho nên là một số bệnh nhân người ta tiêu hóa, người ta rối loạn đến mức độ ăn cái gì cũng tiêu chảy, ăn cái gì cũng ói. Thì uống thuốc chắc chắn cũng tiêu chảy, uống thuốc cũng ói. Thì một trong những cái cứu cánh quan trọng của người ta chính là châm cứu. Bởi vì châm cứu mình có đụng đến đệ tiêu hóa của người ta đâu. Đúng không? Cho nên là thực ra mà nói, nếu mà chọn lựa thì tôi đặt nặng châm cứu hơn cả dùng thuốc nữa. Và mình lại nhớ một cái câu chuyện là thuốc của mình nó mắc chứ châm cứu thì cũng không đến nỗi. Chỉ có một cái là nếu mà mình không khéo léo thì châm người ta đau thì người ta sợ thôi. Nhưng mà cái hệ mà gọi là châm của cái này thì nó cũng không phải là trên vùng mặt hay những cái vùng gì nhạy cảm. Cho nên tôi vẫn khuyến cáo cái câu chuyện là châm cứu. Thì ở đây chủ huyệt là rất là nhiều huyệt. À, cái này thì tôi theo sách thôi. Đúng không? Nhưng mà nó sẽ có một số cái mà chúng ta sẽ nói sau. Thứ nhất là thiên đột, phong trì, kiên tỉnh, đàn trung, thượng quản, trung quản, quan nguyên, đại trùy. Nhưng ở đây thì thực ra mà nói chúng ta phải lưu ý đó là người ta theo triệu chứng. Đó là nếu như bệnh nhân mà nuốt khó thì chúng ta mới chọn nhóm huyệt này, đau vùng, gọi là đau cái vùng mà vùng lưng và vùng ngực thì chúng ta mới chọn những cái huyệt này. Và ợ chua nhiều thì chúng ta chọn những cái huyệt này. Chứ còn không phải là ô nguyên si cả cái nhóm đó là chúng ta chữa. Cho nên chính vì vậy người ta mới khuyên là mỗi lần chúng ta chọn khoảng 8 cho đến 10 huyệt thay phiên nhau sử dụng. Và những huyệt ở vùng bụng thì kích thích mạnh, và những cái huyệt ở vùng chi, các huyệt ở vùng bụng thì kích thích trung bình, và các cái huyệt vùng chi thì kích thích mạnh. Và mỗi tuần thì người ta châm 2 cho đến 3 lần. Thế tuy nhiên thì ở đây nó có một cái chi tiết là thực ra chúng ta nói về châm cứu và dùng thuốc thì cơ chế thực ra là giống nhau. Đó chính là đối với cả cái biện chứng luận trị dùng thuốc thì là lý pháp phương dược. Thì đối với cả châm cứu sẽ là gì? Lý pháp phương huyệt thuật.
Nó sẽ còn thêm một chi tiết nữa, đó là thuật. Vậy thì như vậy chúng ta có thể khẳng định một chuyện là như thế này. Đối với cả thể khác nhau chúng ta sẽ châm cứu khác nhau. Cho nên là nó sẽ có một cái là hồi xưa khi mà tôi chạy châm cứu trung cấp á, thì thường là nó có nhiều, chúng ta sẽ gọi là cái phương pháp phối huyệt. Tuy nhiên á, thì thường là tôi hay hướng dẫn cho học viên á, một cái phương pháp phối huyệt á, tương đối đơn giản. Đó là gì? Đó là khi mà gặp một cái chứng hậu. Tôi nói ví dụ như là cái chứng hậu mà hồi nãy chúng ta ấy đi là ví dụ như là khí huyết ứ đi chẳng hạn. Được không ạ? Thì như vậy chúng ta sẽ chọn lựa các cái huyệt theo cái thể này. Thì nếu mà theo cái thể này khí hư huyết ứ thì vị trí bệnh của nó là tạng tỳ. Và khi mà chúng ta châm một cái tạng, chúng ta điều chỉnh một tạng thì chúng ta sẽ chọn một cái cặp huyệt. Đó là thứ nhất đó, là bối du huyệt kết hợp với nguyên huyệt để bồi dưỡng cái tạng đó. Ví dụ như là tạng tỳ thì tôi sẽ châm là gì? Tỳ du phối hợp với gì ạ? Thái bạch. Đúng không ạ? Đó là bổ. Thứ hai là khí suy. Đây là mới gọi là tỳ du này. Với thái bạch là mới điều chỉnh tạng tỳ thôi. Nếu bệnh nhân là khí suy thì tôi bổ khí. Bệnh nhân huyết ứ thì tôi hoạt huyết. Được không ạ? Rồi kế tiếp nữa là chúng ta sẽ chữa ngọn. Chúng ta chữa ngọn thì chúng ta sẽ chọn gì ạ? A thị huyệt cộng với lục tổng huyệt. Như vậy thì tôi có thể mô tả như thế này. Ví dụ một bệnh nhân mà đau dạ dày đi. Đúng không ạ? Đau dạ dày mà thể tỳ khí suy. Thì như vậy tôi sẽ châm cái gì? Thứ nhất là tôi sẽ châm A thị huyệt. Thứ hai tôi sẽ châm gì? Lục tổng huyệt. Và khi đó tôi đang chữa ngọn. Và nếu tôi chữa ngọn thì tôi sẽ sử dụng cái gì ạ? Phương pháp gì? Tả. A thị huyệt, nếu như đau dạ dày A thị huyệt thì nó ngay cái vùng dạ dày ấy, cho nên thường cái huyệt được chọn sẽ là huyệt trung quản. Nó vừa là mộ huyệt, đúng không? Mà nó vừa là cái huyệt nằm ngay ở cái vị trí đó, cho nên là tôi sẽ châm trung quản. Thứ hai là tôi sẽ châm cái gì? Tôi châm lục tổng huyệt. Chúng ta nhớ lục tổng huyệt đúng không ạ? Lục tổng huyệt là 16 huyệt, rất là thú vị đúng không ạ? Là bệnh ở vùng nào chúng ta châm vùng đó, không cần biết nguyên nhân. Đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Đau đầu. Đúng không ạ? Liệt khuyết. Vùng mặt, hợp cốc. Đúng không ạ? Vùng gì? Vùng bụng trên, túc tam lý. Vùng bụng dưới thì là gì ạ? Tam âm giao. Đúng không ạ? Vùng lưng thì là gì? Ủy trung. Tôi không cần biết nguyên nhân là gì. Mà khi mà bệnh nhân đau lưng thì châm ủy trung. Đúng không ạ? Cho nên như vậy để chữa ngọn thì chúng ta sẽ sử dụng là gì? Đó là A thị huyệt cộng với cả lục tổng huyệt. Và lúc này kỹ thuật châm là kỹ thuật tả. Tại vì sao tôi chữa ngọn mà? Và như vậy chúng ta sẽ quay lại một cái câu chuyện thú vị như thế này. Huyệt túc tam lý là huyệt bổ khí. Đúng không ạ? Mình có cái cặp mà bổ khí là túc tam lý, bổ dương là khí hải quan nguyên. Đúng không ạ? Thế bây giờ như vậy, bệnh nhân đau dạ dày thể tỳ khí hư. Đúng chưa? Chúng ta sẽ châm gì? Trung quản túc tam lý để chữa đau dạ dày. Chúng ta bổ tỳ khí thì chúng ta sẽ châm gì? Tỳ du hồi nãy nói rồi. Tỳ du thái bạch cộng với huyệt bổ khí là huyệt túc tam lý. Được chưa? Thế như vậy trong trường hợp đó, tỳ du, thái bạch, kỹ thuật châm là gì? Tại vì mình nói là cho gọi là lý pháp phương huyệt thuật. Thuật là kỹ thuật châm. Đúng không ạ? Thế bây giờ nếu như vậy, kỹ thuật châm ở đây sẽ là châm bổ hay là châm tả? Đúng không ạ? Thì như vậy tỳ du thái bạch châm bổ hay châm tả? Tỳ khí suy mà, tôi châm bổ. Túc tam lý tôi châm bổ hay châm tả? Châm bổ hay châm tả? Đúng không? Túc tam lý ở đây nó có hai vai trò. Vai trò thứ nhất là huyệt gì? Lục tổng. Đúng không ạ? Hồi nãy mình nói rồi, lục tổng chữa ngọn thì tôi tả. Cho nên trung quản túc tam lý là cái cặp gì? Cặp chữa ngọn.
Đúng không? Bây giờ tỳ du thái bạch và túc tam lý lại là gì? Bổ tỳ khí. Cho nên là với trung quản cái tả vô tư. Đúng không ạ? Nhưng túc tam lý, câu hỏi đặt ra là nên bổ hay nên tả? Sao ạ? Tiên tả hậu, hậu bổ nghĩa là sao? Tức là sau khi tôi châm tả xong rồi, một lúc sau tôi châm bổ hay sao? Hay sao ạ? Thực ra tôi nghe không rõ anh nói lắm, nhưng mà nói một cách nôm na như này. Nếu bây giờ bệnh nhân người ta đến, người ta đang đau dữ dội lắm, được không ạ? Cho tình huống luôn. Vậy túc tam lý châm bổ hay châm tả? Châm tả.